Có nghe trở lại được của con không? Dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết đã nghe được rồi. Dạ, bạch ngài, ngài có nghe được không ngài? Con thấy là con vào trở lại được rồi, không biết dạ ngài có nghe được. Không biết. Dạ. À, nghe âm thanh của con ngài. Ngài cho con biết tín hiệu đi ngài. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Dạ, vậy con đọc đọc lại cái phần thọ trì ngũ giới hả ngài? Dạ, con xin đọc đọc tóm tắt lại luôn. Bà na pi ba ta quê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di ya mi a định na đa na quê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di ya mi ca mê su mít cha cha ra quê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di ya mi mu sa wa đa Sura mera yama chak ba ma đa tha na Quê ra ma ba đăng sa ma di ya mi Imani pañca sikkhapadane sadukaṃ gatvā appamādena niccakālaṃ A ma phàn tê. Dạ xin vâng. Silena sukatin yanti, silena hô khát tâm bạc đăng, silena niputin yanti tasmai, silang sô thác yên. Sa thủ Uttamang ghê na hoàng đề hằng bà đa bằng sâm quá đút ta mặn bút thể vô kali tô đồ sò so, bút thô kha ma tú tăng ma mặn Uttamang ghê na hoàng đề hằng thăm mạnh cha đu quy thằng quá rằng thăm mề vô kali tô đồ sò so, thăm mộ kha ma tú tăng ma mặn Uttamang ghê na hoàng đề hằng sanh khành cha đu quy đốt ta mằng sanh khề vô kha li tô đồ sồ sanh khổ kha ma tú tăng ma mằng dạ con xin nhân mít trở lại cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Ô vân tu Phật tu tế sĩ tỷ gia chân ga tha sinh tham mạnh tu sinh tham mạnh tu sinh tham mạnh tu y đăng pha lăng e ta smin ta ta na ta ya smin sam ba sa da na che ta so
Alo, 123, 123, ship meta ơi. Chắc có lẽ ship phải chạy ra ngoài rồi vô lại coi cái đường truyền sao. Chứ em thấy bị trục trặc kỹ thuật rồi. Và hôm nay là cái giờ của Ngài Liệu Tông. Ngài sẽ giải đáp những sự thắc mắc cho quý vị. Mong rằng đạo tràng quý vị hỗ trợ giùm ha. Rồi, ship meta có nghe rõ không? Rồi, xin mời ship meta. Y đàng quá ca mê bồn nhàn a sa quắc kha già quá hằng hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền quy giới cho đạo tràng chúng con. Và bây giờ con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính đảnh lễ quý bà cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, và con xin đọc bài thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sammuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sammuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sammuddhassa. Brahma cha lô ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi wa rang a cha cha tha san ti tha sát ta ba ra chắc ca cha ti ca đề se tu tham măng anu cầm bi măng ba chăng sát tham ma phê rin quý na dành chắc ha dăng xuất tành chấp an thăng á phi thầm ma chầm măng a cô ta dành tô cha tuốt sắc cha đàn đăng bập bồ ta này về bà đi xa và mặt chê. Phạm Thiên lòng kính thành cung thịnh Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hàng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông. Dạ, bây giờ con xin dâng mic cho Ngài để Ngài thử âm thanh. Dạ, con xin kính dâng mic cho Ngài ạ. Nam mô tát sa pha quá tô a ra hà tô sam ma sam bu tát sa. Nam mô tát sa pha ga quá tô a ra hà tô sam ma sam bu tát sa. Nam mô tát sa pha ga quá tô a ra hà tô sam ma sam bu tát sa. Nam mô bồ tát gia kinh bạch chư tôn kệ giả kính thưa chư cận sư nam sư nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chung rồi rõ. Nam mô bồ tát gia. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Dạ, đạo tràng chúng con đã nghe âm thanh của Ngài rất là rõ. Dạ, không biết tất. Dạ, cô Phạm Dưỡng cũng cho biết là đã nghe âm thanh của Ngài rất rõ. Dạ, bây giờ con xin dâng mic trở lại cho Ngài Trí Đức ạ. Nam mô Bụt Tha Gia. Sa thủ Ngài Liệu Tông. Âm thanh Ngài rất rõ.
Và Shimeta hôm nay cũng có chút việc với gia đình, không thể làm thị giả cho ngài vô tông được. Mong huynh thính pháp quan hỷ, hoặc là Sikkim, hoặc là Sĩ Phạm Vương, quý vị hoan hỷ làm thị giả có thể hỗ trợ để ngài Liệu Tông hôm nay sinh hoạt là được ổn định. Alo, huynh thính pháp có chút máy không ạ? Sĩ Kim, Sĩ Phạm Vương, Sĩ Mê Ta thì bận công việc, cũng cố gắng lắm để lễ bái tam bảo thọ trì quy giới. Vị nào hoan hỷ làm thị giả để chúng ta ổn định đạo tràng. Alo, huynh thính pháp ơi, phụ giúp dùm cho đạo tràng ha. Ồ, vậy không được mà hả? Rồi, mời Sĩ Kim. Alo. Sĩ Kim quan hỷ ha. Vì pháp hội chúng ta có thể hy sinh, cố gắng có chút thời gian để buổi sinh hoạt của chúng ta được tốt đẹp. Alo, Sĩ Kim có chút máy không ạ? Hoặc là vị nào trong đạo tràng cảm thấy có khả năng, xin mời quý vị hoan hỷ tham gia. Bởi vì một hội chúng mà khi gặp nhau thì cái điều quan trọng là Kale Natthammasa Kaccha, chúng ta phải thảo luận về Phật pháp, chứ không thể một cái đạo tràng mà chúng ta nói toàn những cái chuyện không tốt đẹp. Alo, vị nào hoan hỷ? Sĩ Phạm Vượng, Sĩ Kim. Xin mời quý vị mạnh dạn một chút, hoặc là nếu không có ai thì quý vị có thể đặt câu hỏi, nếu không cầm mic được thì cứ tế trả lên những câu hỏi rồi chúng tôi sẽ cố gắng đọc lên, thỉnh ý ngài Liệu Tông giải thích. Quý vị hoan hỷ ha. Alo, có vị nào mạnh dạn đưa tay, hoặc là cứ đưa lên những câu hỏi để buổi sinh hoạt của chúng ta không mất thời gian. Và ngài Liễu Tông thì cũng rất là bận rộn, một tuần chỉ đến có một buổi mà thôi, mong quý vị thông cảm. Rồi, Sĩ Thi Lâm có thể làm MC được không, làm thị giả cho ngài Liễu Tông được không? Rồi, trong đạo tràng của chúng ta thụ động quá. Như vậy thì thỉnh ý kiến của ngài Liễu Tông, ngài có ý kiến như thế nào? Xin cung thỉnh ngài. Nam mô Bồ Tát Gia Kim Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa cho quý vị. Chắc là mấy ngày lễ đi chơi mệt rồi, vô room chắc để nghỉ ngơi sao im re. Chị nào có câu hỏi thì cứ chat lên, chúng tôi sẽ đọc rồi trả lời luôn, chứ chắc không dám làm phiền cho tới ngày trưởng lão ha. Chị nào muốn thử cầm mic phát biểu vài lời cũng được, hoặc là cứ chat lên. Rồi chúng tôi sẽ tùy theo câu hỏi quý vị chúng tôi sẽ trả lời. Còn nếu quý vị vô room để tìm một giấc ngủ cho nó ngon thì chắc chúng tôi nói pháp không có hay, thì làm cho quý vị ngủ ngon rồi anh ta đừng có tưởng nghe pháp rồi ngủ ngon được. Nam mô Bích Thà Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, từ những thiên tai như bão lụt cháy rừng thì không còn nên làm gì. Nam mô Bích Thà Giá, kính thưa chư quý vị, khi nó xảy ra cái này thì nó là cái quả rồi, mình không phải là người mà có cái trách nhiệm hay là có khả năng để làm vậy. Cái bổn phận chúng ta là nên tạo những cái cơ hội để những cái vụ này nó không thể xảy ra được, hoặc có xảy ra thì nó cũng ít lại thôi. Nhưng mà khi mà nó đã xảy ra rồi thì một trong 10 phương pháp mà tạo phước của cận sinh nam cận sinh nữ, tức là phước bố thí đó,
vụ, nên ở gần quốc vụ, tức là mình có thể có những cái gì mà họ, những người đó cần, thì họ có xài, có sử dụng trong thời gian như là bị thiên tai hỏa hoạn như vậy, thì mình đem tới mình chia sẻ với người đó, hoặc là mình có thể mình dùng cái phước phục vụ của mình. Là giúp để giúp cho những bớt cái sự phiền não trong cái những cái khổ nó tới bất tử như vậy, thì mình cứ dựa vào những 10 cái phương pháp tạo phước, thì bao nhiêu việc làm được, có thể làm được thì cứ làm trong những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà thường thường đó, chúng tôi ở cái vùng này thì cũng gần những cái đám cháy rừng vậy đó. Mỗi lần cháy rừng thì nó biểu mình chạy, nó đâu cho mình lại gần đâu, thành ra chỉ có nước là ở từ xa rồi. Mình cái dễ nhất là mình mua nước, nước chai này kia, rồi xong cái mình coi cái họ thông báo ở chỗ nào mà nó kêu những cái người đó tới đó ở đỡ, chẳng hạn như trường học hay những cái trung tâm sinh hoạt gì đó, thì mình thấy mình đem nước và những cái thức ăn mà nó tương đối là không phải nấu nướng được nhiều đó, làm giúp đỡ để cho họ qua những cái buổi đó vậy thôi, chứ còn làm hơn nữa thì chắc cũng có. Tại vì cái những cái đó là những cái thiên tai là cái quả xấu, cái quả xấu đi lắm. Mình thì phước mình không có nhiều để có thể giúp đỡ nó khá hơn, thành ra đó là những điều chúng tôi đề nghị như vậy. Quý vị cũng nên suy nghĩ xem có thể làm được những gì trong những cái trường hợp đó thì nên làm. Nam mô Bích Thầy giá. Vậy nào có câu hỏi cứ tiếp tục chat lên. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, Nam mô Bích Thầy giá. À, thôi con cố gắng, con cũng giúp đạo tràng. Dạ, con kính tri ân Ngài rất là nhiều đã trả lời câu hỏi của Minh Nguyễn. Không biết con đọc có đúng không? Dạ, bây giờ thôi kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng có câu hỏi gì thì cứ trực tiếp hỏi với Ngài, hoặc là cứ lên như thế thì Meta sẽ cố gắng đọc. Dạ. Bây giờ thì kính mời quý vị trong đạo tràng ạ. Thời gian cũng qua đi rất nhanh rồi quý vị ơi. Chúng ta phải tận dụng thời gian. Thôi giờ kính mời quý vị nha. Bây giờ ai có câu hỏi thì cứ đưa lên. Rồi Meta sẽ cố gắng đọc để Ngài trả lời cho chúng ta. Dạ, kính mời. Dạ, con thấy câu hỏi tiếp tục của Minh Nguyễn là con xin đọc ạ. Bạch sư, thiên tai có phải do nghiệp xấu trổ quả không thưa sư? Dạ, con kính dâng mic cho Ngài. Nam mô Bích Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái nghiệp đó, nó cho quả, nó có hai loại nghiệp, thường thường chúng ta phải đương đầu. Thứ nhất là biệt nghiệp của mỗi cá nhân, thứ hai là cộng nghiệp giữa chúng sanh đó và cái cộng đồng xung quanh của mình. Thì cái biệt nghiệp là những cái thiên tai bay qua gửi, những cái tai nạn đó, mà tới cái lúc mà cái thiện pháp mình nó quá yếu đó, mà nó chỉ tạo cho mình những cái điều đó mà thôi, thì gọi là biệt nghiệp. Còn những cái vụ như động đất hay cháy rừng hay bão này kia em xùm đó, thì nó là cái cộng nghiệp, cái cộng nghiệp giữa những cái chúng sanh đó, thành ra nó mới có những cái chuyện như vậy. Mà từ cộng nghiệp thì chúng sanh nào lãnh đủ cái dùng, chứ không phải một hai người lãnh, ngoại trừ những người cái việc nghiệp họ rất là tốt thì họ ở trong những cái dùng đó, nhưng mà thiệt hại họ không có nhiều, nhưng vẫn thiệt hại như thường nhé, phải không? Bởi vì mình đã chung nói cộng đồng như vậy thì mình cứ lãnh như vậy đó. Thành ra tùy theo cái biệt nghiệp hay cộng nghiệp, xấu tốt nhiều hay ít. Thành ra thường thường mình ở trong những cái cộng đồng đó mà còn có nhiều cái pháp án nó tới, thường các Phật trí là dạy mình nên cố gắng tránh xa, hay tìm những cái chỗ nào nó tương đối mình có thể mình tạo được thiện nghiệp nhiều hơn cái ác nghiệp đó, thì mình tới là mình sống, để tránh những cái trường hợp cộng nghiệp về sau nó có thể nó bị vậy đó. Quý vị
như thế cộng nghiệp, nhưng mà cũng không phải lúc nào nó cho quả cũng dữ dội. Có những cái nơi mà động đất thì chết một vài người, nhưng cũng có cái nơi động đất thì chết cái chục ngàn người đó chứ không có ít, hoặc là những cái bão nào này kia đó. Có sự thiệt hại tới chúng sanh ít, cũng có những chỗ thiệt hại chúng sanh nó nhiều, tùy theo cái biệt nghiệp của mình nó xấu tốt nhiều khi còn ở trong cái cộng đồng như vậy. À, thành ra nếu mà mình cái mới tạo nghiệp chung với cái cộng đồng mà nghĩa là nói trắng là thân khẩu ý không có được trong sạch nhiều rồi, thì mình nên tìm đường mà lánh xa, chứ còn không mình nhìn vô là dính người ta sao mình vậy. À, thành ra đó là những cái chuyện mà liên quan tới nghiệp lực nghiệp quả của chúng sanh mà thôi. Còn hỏi bây giờ ví dụ như động đất hay là bão tố rồi này kia thì nó có nhiều nhân duyên đưa động đất bão tố lắm, nhưng mà cái nhân duyên mà do người có khả năng làm ra động đất làm ra bão tố để giết người khác, cái chuyện đó rất là hiếm vì không có đâu, trừ phi cộng nghiệp mình nó xấu. Bởi vì khi mà mình có cái ác tâm để mình làm chuyện gì đó thì cái khả năng mà để thi làm cái đó nó không không có được. Ví dụ người có thần thông mà muốn dùng thần thông để làm cái chuyện phước thì nó dễ, chứ làm muốn làm thần thông để dạy người khác thì nó hoại thiện trước khi mình làm được. Thành ra đừng sợ mấy người ta có những cái tốt như vậy. Nhiều lần thí dụ động đất nó có tám nhân duyên, nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn sáu cái liên quan tới Đức Phật, hai thì nó không liên quan tới Đức Phật, hai cái không liên quan tới Đức Phật là do cái chất gió nó trong lòng đất nó không bình thường. Bởi vì cái đất mình nó có nhiều lớp, nếu cái lớp đó mà nó không có đủ rộng để gió nó lòn qua nhiều quá thì hai cái nhờ những cái mạch đất nó không trợt với nhau. Nếu mà nó cái khoảng hổng nó lớn là gió nó nhiều nó trợt nhanh là động đất, đó là do gió. Cái thứ là động đất là do bậc cao nhân thi triển thần thông đó. Thành ra thường thường đó mình ở cái vùng động đất mà mình chết hay mình bị tai nạn là do gió, chứ không phải là do cái bậc mà người ta thi triển thần thông để làm cái gì đó. Thì người ta không bao giờ ta lừa cái chỗ có người để ta làm để hại người ta, mà cái dẫu hại thì cũng cái biệt nghiệp của mình nó ở gần đâu đó, chứ còn không ai mà nghĩ dùng cái thiện pháp mà để hại người khác được cả. Thành ra tùy theo những một số nhân duyên để mình, nhưng mà mình thì không có khả năng biết nó do nghiệp riêng của mình hay là cộng nghiệp chung ấy, hay là nó do cái gì thì mình không biết được. Mình chỉ nói sơ về nghiệp quả thôi, bởi vì cầm má quý bà cô và chim tới vô nghiệp quả thì bất khả tư nghị. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nam mô Bổn Thầy giá, con kính tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của Minh Nguyễn. Dạ, con thấy hôm nay Ngài trả lời cái câu hỏi này cũng đúng với trường hợp ở nước Úc của con. Dạ, cháy rừng gần 1 tháng nay rồi Ngài. Dạ, hình như là gần cả triệu mẫu rừng luôn. Rồi về nhà cửa thì tới 138 ngôi nhà rồi. Dạ, cháy rụi hết luôn. Rồi về nhân nhân mạng thì chỉ hai người cứu quả bị chết, rồi hai người ở trong những cái khu nhà bị cháy đó chết, thì thiệt hại rất là lớn. Ngày ngày hôm qua đó thì nó nóng kỷ lục luôn, tới 46 độ luôn, rồi lại gió này kia nữa. Bây giờ coi như là cháy rừng đó là không có control được rồi, mà có cả bên Mỹ và Canada qua tiếp cứu nữa. Nhưng mà bây giờ hết nước rồi, mấy tháng nay không có mưa ngài, hạn hán suốt mấy tháng trời luôn, không mưa gì hết. Rồi nước thì khô cạn đến nỗi là phải hạn chế nước. Rồi gần đây thì mấy ngày nay đó thì máy bay trực thăng đó, phải lấy nước ở dưới biển luôn, dưới biển dưới sông sông đó, rồi lấy nước biển luôn đó, là để mà chữa cháy. Thì con thấy là cái thảm họa thảm khốc vô cùng, cứ cháy hoài thôi chưa có dứt được. Cho nên hôm cái ngày 31, tối 31 đó thì
dự định là năm nào nước Úc cũng bắn pháo bông rất là lớn, mà bắn đầu tiên, bởi vì tùy theo múi giờ cho nên bắn đầu tiên. Nhưng mà năm nay thì chính phủ định là không bắn pháo bông, để cái tiền đó để cháy rừng. Nhưng mà rồi suy đi tính lại như thế nào đó, rồi cuối cùng cũng có bắn pháo bông, nhưng mà thời giờ thì ít lại chút. Nhưng mà tình trạng hôm nay thì khí hậu cũng đã đỡ rồi, hôm nay thì chỉ có hai mấy độ thôi, dưới 30 độ. Còn ngày hôm qua thì nóng khủng khiếp luôn, đến tối mà cũng vẫn còn 40 độ. Và rồi từ từ mới giảm. Thì như vậy ở nước Úc này chắc bị một cái nghiệp quả gì đó, rồi cũng là bị cái cộng nghiệp như thế nào đó, mà hầu như là năm nào cũng cháy rừng, mà năm nay thì vừa bị hạn hán quá dài, rồi hết nước, rồi lại cây cỏ nó khô queo luôn, rồi cháy rừng như vậy thì những con thú nó chết rất là nhiều ngày. Rồi thì con thấy ngài giải thích như vậy là đây là bị cái ngã quyền nghiệp quả xấu và cộng nghiệp ở những cái nơi mà bị cháy này, thì con kính cảm ơn ngài rất là nhiều. Và bây giờ để con xem có câu hỏi nào khác nữa không, con tiếp tục đọc cho ngài. Dạ, con thấy chưa có câu hỏi nào thì xin kính mời quý vị trong đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Dạ, con thấy câu hỏi của thính pháp. Dạ, ngài rõ về chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Dạ, con kính dâng mic cho ngài Liệu Tông ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ, kính bạch chư Tôn này, dạ, kính thưa chư quý vị. Có câu hỏi trước mà không đọc thì trả lời câu hỏi đó trước đi, đọc câu hỏi sau. À, thật sự là mình muốn mình làm tạo cái thiện pháp gì đó là mình có nguyện, thì cái thiện pháp đó, đó nó phải phù hợp với cái lời nguyện của mình. Bởi vì cái sự nguyện là để làm gì? Nguyện là để mình hướng dẫn cái quả của cái việc làm của mình. Nghĩa là cái ăn thua cái phước báo là một, cái thứ hai cái năng lực của cái việc đó lúc mình làm nó mặn mòi cỡ nào đó, thì cái nguyện của mình nó tương đối nó có kết quả cái đó, chứ không phải là mình làm cái gì đó mình cũng nguyện, mình tu tới chùa mình cúng Đức Phật công tra nải chuối thôi mình nguyện được chứng quả tứ thánh rồi này kia mình sùm lại, nó không có phù hợp với cái nó không tương đồng nhân quả nhau. Nên khi mình muốn làm gì đó nguyện, thí dụ như mình cái ngay cái mình hồi hướng cũng vậy, thường thường mình làm gì cái mình nghĩ tới cái người quá giảng mình hồi hướng, thường cái đó đa số nó không có tới, tại vì mình biết những cái người mà ta nhận cái phước hồi hướng đó là những cái hạng người loại nào, hạng chúng sanh loại nào, thì họ cần cái gì phải làm cho nó đúng. Nó thí dụ như bây giờ tại sao mình những cái quý vị nếu mà hay đi chùa để cái lúc có người mới mất, tại tại sao người ta dân cúng vật thực để chư tăng lên thọ phước báo cho cái người đó, bởi vì đa số cái người mà mới mất mà họ sanh về làm cái chúng sanh mà có thể nhận được phước báo trực tiếp đó, thì đa số là ngạ quỷ, tức là một loại mà chúng sanh mà đói khổ nó cần cái vật thực để của người ta cho mình đó. Thì khi mình cúng vật thực thì mình hồi hướng phước báo thì cái phước báo nó mới giúp cho người ta được những cái đó, chứ còn bây giờ mình ngồi thiền rồi mình hồi hướng phước báo cho ngạ quỷ thì mà nó không đâu nhận được, nó cũng muốn nhận nó cũng nhận làm gì, thấy không? Là cái lý do mà mình làm gì nó cũng phải đúng, tại là mình muốn có được cho đẹp rồi bố thí nhận cái vật, hay là mình làm gì cái gì mà liên quan tới cái đó đó là mình mới nguyện cho cái sao cái đi mình sẽ được nhận nó khá hơn cái hiện tại thì may ra còn nhận được, chứ còn bây giờ mình có nguyện như thế nào mình làm cái phước nó cái nhân nó không tương đồng với cái quả thì làm sao nó cho được, thì nó không, đa số mình cứ nguyện nguyện hoài mà nó không có được tới nơi, tại vì mình làm nó không trúng.
Thành ra muốn làm cho đúng thì phải làm cho nó phù hợp nhân quả với nhau. Thành ra khi mà nó phù hợp nhân quả với nhau thì cái lời nguyện mình đó, tức là mình hướng dẫn cái cách cho quả của nó đó, vào cái thời nào đó nó có thể nó phù hợp với một số chuyện. Chứ còn nếu mà mình làm nó một đường mà mình nguyện để được một cái loại quả khác thì rất là khó. Vì vậy mình nhớ cái chuyện đó, làm cho nó trúng này, thì cái lời nguyện của mình nó mới có nhiều cái năng lực. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy gia, con kính tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của Minh Nguyễn. Dạ, con xin sám hối, hồi nãy con nói dài dòng về nước Úc của con rồi. Tâm tư con nó dao động cho nên con không thấy câu hỏi của Minh Nguyễn trước, mà con lại đọc câu hỏi của Thính Pháp. Dạ, con xin sám hối. Dạ, bây giờ thì con đọc lại câu hỏi kế tiếp của Thính Pháp. Bà, dạ xin Ngài giảng về giảng rõ về chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, và con kính dâng mic cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chư quý vị. Chánh ngữ và những cái liên quan tới cái khẩu của mình đó, nó là một loại tâm sở, nó phát sinh ở hai chỗ. Thứ nhất là tâm đại thiện và thứ hai là tâm đạo. Tâm đạo khi nó phát sinh ở cái tâm đại thiện đó, thì nó làm cái việc là giúp cho cái miệng mình đó, nó không có dính vào bốn chuyện là nói dốc, nói châm đâm thọc, nói những lời thô 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 bỉ, hay là nói những lời nghĩa là tào lao không có ăn nhập gì hết. Khi mà nó ở trong cái tâm đó thì nó làm những cái chuyện như vậy. Còn khi mà nó phát sinh tâm đạo thì cái miệng của nó là để diệt những cái nhân mà đưa tới sự nói dốc, nói lời thô thô bỉ, rồi nó lại không có dính dấp gì tới đâu hết. Đó là nhiệm vụ của chánh ngữ. Đó. Thành ra rồi chánh ngữ theo chú giải thì họ chia ra có làm ba trường hợp. Thứ nhất gọi là cà thả samma ma wa cha, cái thứ hai là chê tà na samma wa cha, thứ ba là chê tà na samma wa cha. Thì cái thứ nhất cà thả samma wa cha đó, tức là mình nói cái lời nghĩa là luôn luôn là tốt lành cho người nghe, để người nghe có thể là có được cái lợi ích trong cái việc mà giữ giới, trong cái việc mà hành thiền hay cái gì họ đang làm đó. Cái thứ hai là chê tà na sấm ma qua cha, tức là cái chê tà na, tức là cái sự quyết quyết tâm giúp cho cái lời nói của mình đó, nó cái lời nói liên quan tới khẩu đó, là không bao giờ nói cái điều gì mà nó không có sai, hoặc là đưa cho người ta hiểu lầm hay là cái gì đó. Còn cái thứ ba là quý rati samma va cha, tức là cái này là nghĩa là ngốt quên bốn cái điều mà liên quan tới khẩu, tức là khi nào quý vị xin thọ giới đó thì nó liên quan tới cái giới nói dối, thì cái này gọi là quý rati samma va cha. Thành ra quý vị liên quan dối mô xả va cha về ramani đó, là cái đó. Cái thứ hai là chánh nghiệp, chánh mạng, chánh khamma là chánh mạng. Chánh mạng thì cái này nó cũng là loại tâm sở, nó cũng đi trong cái tâm giống như cái chúng tôi nói nãy, là một cái tâm đại thiện, cái tâm đạo. Thì tâm đại thiện á, mà trong tâm đại thiện thì liên quan tới cái sự không sát sanh, không trộm cắp và không cái làm tào lao trong cái chuyện mà nam nữ. Nhưng mà khi mà nó đi trong tâm đạo thì nó diệt những cái nhân mà đưa tới cái điều đó. Cái thứ ba là chánh nghiệp mà chi quá. Chánh nghiệp thì nó cũng vậy, nó cũng phát sinh hai cái chỗ đó. Khi nó phát sinh thì nó trừ nghĩa là cả bốn cái điều mà liên quan tới, ba điều liên quan tới thân và bốn điều liên quan tới khẩu, mà nó chỉ liên hệ tới cái nghề nghiệp mà thôi. Nghĩa là mình không có nói lời xấu xa, lời sẽ vui đùa, lời giỡn, khi mà mình nó liên quan tới nghề nghiệp của mình.
mà mình cũng không có sát sanh trộm cắp với tà dâm, nó liên quan tới cái nghề của mình, thì cái đó là chánh nghiệp, nghĩa là ngoại trừ bảy chuyện nhưng mà liên quan tới những cái gì mình đang làm, nghề nghiệp mình đang làm, chứ nó không liên quan hai cái kia. Nó ba cái đó, ba cái ta đó gọi là giới giới phận đó. Nếu mình nói theo cái tiếng thường thường là giới phận định phận và tệ phận, thì giới phận là ba cái điều đó. Nhưng mà khi mà nó phát sinh ở trong cái tâm đại thiện, tức là tâm hiệp thế đó, thì khi có khi phát sinh khi không, nhưng mà trong tâm đạo luôn luôn phát sinh cùng một lúc cả ba cái này và cái chánh nghĩa viên mãn phát sinh cùng một lúc. Bởi vì nó không có trừ những cái lẻ tẻ, mà nó trừ tất cả các nhân đưa tới những cái đại đạo đó. Nam mô Bích Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của thính pháp. Dạ, con cũng thấy thính pháp sa thú tri ân ngài rồi. Dạ. Bây giờ kính mời quý vị trong đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi. Dạ bạch ngài, trong khi chờ đợi câu hỏi khác thì con có một cái câu hỏi xíu rồi con kính dâng đến ngài là tâm sở quý đó. Dạ, nếu biết thì là chữ kia hay là chữ u ở đầu ngài, và dạ, viết như thế nào thì mới đúng ngài. Dạ, con kính dâng mic cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái hỏi đó chúng tôi cũng không biết cái nào cho chắc ăn. Thì thường thường mấy cái chữ có khó chúng tôi học thẳng vô chữ Pali cho nó đỡ có sai. Bởi chữ Việt Nam thì quý mà u y mà quý là cu u. Và nào đi gặp cái gì nào giỏi chữ Hán chút hỏi cho nó chắc ăn, chắc hỏi chúng tôi nói chắc chắn là nó không có chính xác rồi ha. Nhưng mà chỉ biết thì đi ở tập bạ để cho nó khỏe cho rồi không thôi thà giá. Dạ, con cũng kính tri ân. Dạ, bây giờ xin mời quý vị trong đạo tràng chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Dạ, nếu có thì ta xin đọc để ngài trả lời cho chúng ta. Dạ, hôm nay đạo tràng im lặng quá. Dạ, kính mời quý vị tiếp tục đặt câu hỏi. Thank you.
Dạ, con thấy có câu hỏi khác của tu học Phật Pháp và con xin đọc ạ. Bốn ý nghĩa thực tánh Pháp. Trạng thái phận sự thành tựu nhân gần có phải là xá pha quá của Pháp không thưa sư? Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bồ Tát giả kinh bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Thật sự cái thực tính pháp là chữ thực tính pháp là chữ xả pha quá. Nó gồm có tâm tâm sở sắc với niết bàn. Thì ngoại trừ niết bàn là pháp vô vi thì nó không có đủ bốn cái trạng thái phận sự hay thành tựu hay nhân gần. Còn bây giờ đó tất cả các pháp còn lại đó tức là tâm tâm sở giác mỗi nó mỗi một cái pháp này nó phát sanh thì nó có bốn chuyện để mình nhận dạng nó là cái gì và ở đâu. Ví dụ như tâm tham nó có 8 loại thì tâm tham thứ nhất khi nó phát sanh như trạng thái như thế nào, phật sự như thế nào, thì thành tựu như thế nào, có nhân gần của nó như thế nào, chứ nó không giống như cái tâm thứ hai. Tâm tham thứ hai nó cũng là tham vậy, nhưng mà trạng thái phát sanh nó khác, phần sự nó khác, thành sự thành tựu nó khác, nhân làm nó phát sanh nó khác. Thành ra khi khi mình học những cái này để mình hành thiện minh sát, ví dụ mình quán tâm, tâm có tham biết có tham thì mình phải biết bốn trạng thái để mình nhận dạng cái tham, nó tham loại nào. Tham thứ như nói theo cái mình đang học là tham thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, có 8 loại tất cả. Chứ còn nếu mình không học những cái này thì mình không biết. Bởi vì cái nhân gần để nó phát sanh tâm tham thứ nhất nó khác, cái nhân gần nó phát sanh tâm tham thứ tám nó khác. Đó. Thành ra bốn cái này là những cái sự biểu hiện để mình biết cái đó là cái loại gì, loại thực tánh pháp nào trong tâm, loại tánh pháp nào trong tâm sở, là thực tánh pháp nào trong này như vậy đó, chứ không phải là không phải nói là thực tính pháp. Nó là những cái biểu biểu nghĩa là giống như là một cái gì nó nói ra cái thực tính pháp đó là cái loại gì, cái loại mình đang quan sát hay là mình đang có đó, nó là cái loại gì. Hy vọng quý vị hiểu vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thấy tu học Phật Pháp cũng kính tri ân sư rồi. Dạ, bây giờ con thấy có Huynh Minh Tâm vào đạo tràng. Dạ, thì Huynh Minh Tâm có thể làm thị giả cho ngài được không à? Thì Meta sẽ dâng mic lại cho Huynh Minh Tâm nha. Dạ, con thấy có câu hỏi của Phúc Hành. Dạ, con xin đọc rồi con trao mic lại cho Huynh Minh Tâm. Dạ, con xin đọc tiếp câu hỏi của Phúc Hành 77. Phúc Hành hay Phúc Hạnh gì con không biết, con đọc có đúng hay không. Xin dạ con xin đọc câu hỏi này. Dạ, con bạch ngài cho con hỏi, một người cư sĩ họ thường xuyên đến chùa làm công quả thì họ được phước gì không? Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Mô Bức Thầy giả kính bạch chư tôn hay giả kính thưa chư quý vị, tại chùa mình làm cái gì đó này được phước hay không là tùy theo, chứ phước hay không tùy theo 10 phương pháp mà tạo phước đó. Thì bố thí, nếu mình tới mình làm những hành động liên quan tới bố thí thì nó được có cái phước. Còn mình tới đó mình làm công quả, nhưng mà mình làm với cái tâm gì thì mình mới biết được cái loại tâm mình làm đó nó phải là thiện pháp hay không thì nó có phước. Ví dụ như mình quét rác, em thấy rác chùa giờ không có tí rác rác, nên trong lúc mình vừa quét vừa làm bầm mấy ông dây chùa này làm biếng, có lá cây rụng không không chịu quét ha. Thì cái tác ý đầu tiên tính quét là cho sạch sẽ đó là có phước, nhưng mà cái tác ý sau đó quét gì những cái tư tưởng gì thì làm cho có phước được, thì nó có nó thì là nó không phải là phước thì nó phải là cái ác pháp rồi. Nó khi mình chú giải giải thích mình muốn làm cái gì mà cái công quả hay là cái phước nó nhiều đó là nó phải có tam tư tứ tư là vậy đó, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, và sau khi làm thời gian lâu.
cái mà xuất hiện mà sau khi là cái tác ý mà sau khi làm thời gian lâu đó nó rất là khó khó, mà nhiều khi nó có ngược lại chứ không. Ví dụ mình tới đó mình giúp chùa trước khi là trong khi đang làm, sau khi làm mình vẫn qua nghỉ như thường, nhưng năm ba năm sau tự nhiên mình nghe nè, người ta nói cái chuyện gì ở chùa đó, nghĩa là mình nghe cái mình bất bình, mình biết vậy thì phải từ đó giờ mình đừng tới chùa làm phước cho nó ấy, làm công quả rốt cuộc làm cho mấy người như vậy thì như vậy là cái tác ý sau khi làm thời gian lâu nó phát sanh, nó là loại ác pháp chứ không phải là thiện pháp. Là nó muốn muốn cho được cái phước báo hay là cái công quả của mình đang làm đó nó tròn đủ thì nó nhớ trước khi làm, nó mới làm sau khi làm, hoặc sau khi làm thời gian sau, nếu mà khi nghĩ tới nó là phải nghĩ với cái tâm thiện đàng hoàng thì phước nó đầy đủ, còn nếu không thì thường thường phước nó chỉ có trong lúc đang làm thôi, chứ nhiều người trước khi làm cũng có, trước khi đi về chùa mình không có tới, cái tác ý tới chùa để làm gì, nói chừng mình vô mình thấy chúng xếp hàng mình cũng lại dòm dòm thấy xếp hàng làm phước để giúp chùa đang sửa chữa cái gì đó, cái mình thấy người ta dòm mình có mắc cỡ mình làm như vậy, tức là trước khi làm là không có, trong khi làm có thể có được chút chút, nhưng sau khi làm không chừng về nhà tiếc tiền không chừng, thành là tùy theo phải biết cách thì nó mới có phước có công quả, chứ còn không nó không có gì cả. Nam mô Phật. Dạ, sa thú giờ kính trường sư Liễu Tông, giờ xin mời quý vị Phật tử có thể giơ tay đặt câu hỏi trực tiếp và có thể test chat như là Phúc Hành 77 thì Minh Tâm sẽ cố gắng đọc và quý vị có hai chọn lựa ha. Nhưng mà thường thì chúng ta nên giơ tay quý vị ơi, bởi vì cái thứ nhất thì cái lời viết khó diễn đạt là cái ý mình muốn hỏi lắm. Dạ thì thôi, trong khi chờ đợi quý vị nêu lên những thắc mắc của mình thì mình cũng cố gắng hỏi những cái mà nó cũng đơn giản thôi. Dạ, thì mục đích hỏi là cũng để làm bài học đạo tràng thôi. Dạ thưa sư, và dạ, cái vấn đề mà nói tới chùa, dạ, thì có ở Việt Nam bây giờ thì một số lượng chùa lớn số lượng chùa lớn thì nó trong đó thứ nhất là không có người tu. Dạ, và thỉnh thoảng thì cái chủ chùa đó thì người ta thỉnh chư tăng đến để mà hành lễ, thì cái đó là lâu lâu nó có hành lễ, nhưng mà nói về người tu thì nó không có. Thì có nhiều người họ nói nhưng mà ở trong chùa đó thì có cái tượng Phật thì nó là cái chùa. À, có nhiều người họ đưa cái lý luận như vậy, tức là tại vì người hay có chùa có tượng Phật là chùa, dù rằng không có tăng thì không quan trọng. À, nhưng mà con suy tư thì con thấy rằng mấy cái chỗ mà người ta bán tượng á, thưa sư, nhất là giống như Canada, Phú Tàu rồi gì đi đó, những cái chỗ bán tượng Phật á, hoặc tượng đủ thứ á, thì họ khôn lắm. À, ở giữa cái quầy bán á, thì họ để tượng mà tốt nhất, bự nhất, và họ để lương hương, họ đốt nhang tùm lum á. Và con cũng thấy là nhiều người Phật tử cũng đến đó đốt nhang, tức là đó là cái chỗ bán thôi. À, như vậy nó có nhang, nó để nhang rồi sẵn thì cũng đến đốt nhang rồi cũng lẩm bẩm cái gì đó. Dạ, con không biết. Thì giờ thỉnh sư giảng dạy cho Phật tử con hiểu là như thế nào thì gọi là cái chùa. À, bởi vì nếu mà nói rằng một cái nơi mà có tượng Phật thì gọi là chùa đó, thì như con vừa dẫn chứng là cái chỗ bán tượng đó thì nó có nhiều tượng Phật mà nó có đốt nhang đàng hoàng. À, thì nếu mình gọi cái kia là cái chùa thì cái này mình có được gọi là cái chùa hay không? Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bố Thầy, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chùa là sau này cái idea đó sau này mới có, chứ thời Đức Phật không có đâu. Thời Đức Phật mình kêu thì duyên tự rồi này kêu ông sùm, nhưng mà thật sự ra đó cái chỗ người ta dân đó, nó chỉ là một cái mảnh vườn thôi, Arama, tức là cái nơi cư trú của chư tăng, nơi cư trú của chư tăng. Bây giờ thời đó là chẳng có tượng có gì đó. Ngay cả Đức Phật khi mà mất ngay Niết Bàn rồi đó thì khoảng 500 năm sau mới có tượng. Có tượng là nhờ vào hình như là ông cha của vua Mê-liên Đá đó nghĩ ra là thời mà đi qua chiếm Ấn Độ đó, khoảng đó thì mới bắt đầu có đúc tượng đúc đồ, chứ trước đó thì không có. Ngay cả trước thời đó đó Ai Dục khi mà tạo cái gì liên quan Đức Phật cũng là chỉ tạo bánh xe Pháp mà thôi, cái gì thấy không, cái cột trụ của vua Ai Dục đó
chứ đâu có từ ngày đâu. Thứ hai nữa là cái đời sống của Đức Phật đó, ít có người được nhìn mặt ngài lắm nên đó không ai biết mặt ngài. Thành ra bây giờ người ta có tạo tượng Thái Lan, tạo thì mặt Đức Phật giống mặt Thái Lan, Miến Điện tạo tượng Phật thì mặt giống Miến Điện, còn tạo đúc tượng người ta mặt giống chệt cho nên không có một cái nào ấy đó. Nhưng mà mình dựa vào cái nào chính xác là dựa vào kinh điển và 32 tướng tốt của ngài đó, thì mình có thể mình thỉnh về mình thờ được. Nhưng mà không có nghĩa là cái đó, bây giờ mình không biết cái nơi đó đó, cái nơi mình gọi là chùa hay là cái nơi cư trú của ấy đó là cái nơi như thế nào. Thật sự đó, Bà Tỳ Rú Bà Thê Xà Hoa Sổ đó, ở xứ là đang ở đó, thì cái xứ mà đang ở là xứ có sự lui tới của hàng tứ chúng, là cái nơi đó có được, vẫn còn được rao giảng những điều mà Đức Phật đã dạy trong vòng 45 năm của ngài, như là vừa pháp học vừa pháp hành phải có. Thì mình vô vào cái chữ đó là mình giống như mình đã vô chùa. Còn những cái nơi mà như là đền đài ấy, giống như giờ xây ở Việt Nam xây mấy cái chùa bự chừng chừng để lâu lâu làm cảnh là cho hội họp này kia, cái đó không phải là chùa, là dùng danh từ người ta làm thôi. Bây giờ lâu mình tới đó mình có làm được cái gì để liên quan tới pháp học pháp hành của Đức Phật dạy đâu, phải không? Mà cái đó lâu lâu rồi mời mấy ông tào lao tới chứ thật sự thứ thiệt nó chưa chắc họ tới. Đại số gì thấy sau này đó không phải là lúc nào cũng mời được mấy cái ngài nghĩa là bậc trí từ Thái Lan Miến Điện tới qua mà mời họ đi liền đâu có đâu, họ phải coi chỗ đó mình có một số cái điều kiện mà để ông sư tới đó ở được hay không, tu sĩ đó tức hàng tỷ chúng đại diện là tu sĩ ở được hay không. Thì cái nhiều khi không mời tới họ đâu có chùa gì đâu, giống như hồi lúc tôi mới chúng tôi mới qua đây đó, hai cái vị đầu tiên rất nổi tiếng của Miến Điện tới, thứ nhất là ngài Ma Si Sa Đoa, thứ hai là ngài Sa Đoa Tăng Bô Lú đó, nghe là rất ấy. Nhưng mà mấy ngày tới đây làm gì có chùa chiền có gì đâu, đồng ý lúc đó chỉ còn một số cái hình ảnh chùa là chùa của Tàu hồi xưa nó còn ở lại hoặc của Nhật mà thôi, nhưng họ thì thuộc cái hệ Bắc truyền anh không có. Thành ra những cái cư sĩ mà tị nạn của Việt Nam biết mấy ngày này là của hệ Nguyên Thủy đó thì họ mới hùng tiền họ bỏ ra mướn mướn mấy nhà thờ trống trải đó để cho ngài dạy thiền hay dạy giảng pháp vậy thôi đó. Rồi sau này khi mấy ngày về thì có một số học trò có mấy ngày qua mới lập mấy chùa Miến Điện chùa Đồng Thái chùa này chùa nọ, chứ hồi xưa làm gì có, thấy không? Không có. Thành ra mình nên hiểu cái đó, tại từ thời Đức Phật ngài cũng không có chủ trương lập mấy đó. Khi ngài ông sư mà vô tu mà đủ đủ lực để đi ra mình thì ngài chỉ cho hai chỗ thôi, khu rừng quang hoặc ngôi nhà vắng thôi, chứ ngài đâu có nói ở chùa đâu, thấy không? Là nên mình muốn tu là cần cái ngôi nhà quang hoặc khu rừng vắng chứ không cần phải chùa chiền gì đó. Với chùa chiền là bất công rồi, trả tiền thiền ra nếu bất công, mỗi năm coi còn đủ tiền đóng thuế hay không chi nó nặng nề là thêm chứ có ai đâu. Nó có những cái gì mà ta sung sướng ta ở rừng ta sung sướng ở chùa là vậy. Thành ra không phải là trong chùa có cái tượng Phật là chùa, không phải, chùa là cái tên nó là có hàng tứ chúng lãng dài tới lui vãng lai, hàng tứ chúng vãng lai có sự nghĩa là rao giảng hay là truyền dạy cửu phần giáo pháp của Đức Phật thì mới gọi là chùa hay là cái nơi cư trú của chư tăng hay là cái xứ đáng ở. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thú và con đã hiểu rõ và con kính tri ân sư Liễu Tông đã giảng dạy. Và mời quý vị Phật tử thắc mắc nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Trong khi chờ đợi quý Phật tử thì con cũng xin hỏi tiếp những cái căn bản thôi để Phật tử chúng ta dễ nắm. Ví dụ như là Tết đến thì thấy ở Việt Nam và ở nhiều nơi trên thế giới người ta sử dụng rượu. Rồi thì cái rượu này không hiểu sao, không hiểu sao mà không riêng Việt Nam đâu. Ngay người phương Tây cũng vậy. Tức là Tết là họ họ uống rượu. Ủa, ba lấy rồi.
À, dạ xin lỗi quý vị. À, thì người phương Tây cũng uống rượu, và thì ý của con muốn hỏi đây rằng là đối với người Phật tử, thì vào cái dịp Tết, thì đương nhiên là không nên uống rượu, nhưng mà nếu mà lỡ uống thì thỉnh sư giảng dạy rằng là người Phật tử uống như thế nào để chúng ta gọi là phạm giới mà một cách nó đỡ nặng một chút nha. Tức là ví dụ bây giờ mình đi không uống thì quá tốt rồi, nhưng mà ít nhất thì nó dễ vướng vào cái vấn đề rượu. Thì thỉnh sư giảng dạy rằng là nếu Phật tử chúng con mà khi uống thì mình phải có cái tác ý như thế nào để cho nó nhẹ bớt đi cái nghiệp uống rượu, và con cứ thỉnh sư. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hoàng, dạ kính thưa chư quý vị. Khi uống rồi có tác ý gì nữa, phạm rồi có tác ý gì nữa? Trước khi uống phải có tác ý là không nên uống, chứ uống rồi có tác ý gì nữa? Nên nhớ tại từ xưa giờ đó mình làm không đúng theo cái lời Phật dạy, đối với cận sinh nam cận sinh nữ ra mình mới nghĩ ra mấy chuyện đó thôi. Quý vị nên nhớ ngay cái chúng tôi nói nhiều lần, khi quý vị qua đây rồi đó, quý vị phải lợi dụng một số điều kiện ở đây để quý vị làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Đó. Nhiệm vụ của mình đó, và chỉ có, như là cái người ở đời mình chỉ có năm hạng người mình kính trọng thôi, năm hạng: Phật, Pháp, Tăng, cha mẹ và thầy tổ. Đó. Thành ra vào những cái ngày đó mình lợi dụng những cái ngày đó, bởi vì phải đi làm mình đâu có rảnh nhiều, lâu lâu có ngày rảnh thì mình phải dựa vào năm cái hàng đó để mình làm phước, thì cái phước nó rất là cao thượng. Bây giờ nó Phật Pháp Tăng cao quá mình không có dối tới, thành hai hạng mà mình dối tới đó bất cứ lúc nào đó là cha mẹ hoặc thầy tổ. Bởi vì, nhưng mà nếu mà mình không có nha nhiều thời giờ nữa thì hai cái người mà mình phải để ý tới là cha với mẹ, quý vị nhớ chuyện đó. Thành ra dầu rằng cái ngày đó là ngày lễ tạ ơn của Mỹ, ngày lễ Thanksgiving hay là bất cứ ngày gì ở Mỹ, mình có cơ hội đó thì cái người đầu tiên mình phải nghĩ tới là cha mẹ. Nếu cha mẹ còn sống thì cái điều mà Đức Phật dạy trong bài kinh 38 pháp ăn lành, cha mẹ chưa có đức tin thì làm thế nào cha mẹ có đức tin, cha mẹ chưa biết bố thí trì giới thì làm cho mẹ biết bố thí trì giới, cha mẹ là người tà kiến thì làm thế nào để cha mẹ trở thành người có chánh kiến. Đó. Thì quý vị biết cái chỗ nào để quý vị đi về dẫn cha mẹ tới để làm những cái đó, nhớ chuyện đó, đó là cái chuyện nên làm. Còn cái chuyện ngoài đó, cái chuyện mà bạn bè ấy, cái chuyện là chuyện nhỏ, không 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 nên làm. Nên mình làm vậy đó, mình làm tròn cái bộ phận mình đối với cái người mà đáng lý là mình phải, nghe là Đức Phật đã nói giai cổng cha giai cổng mẹ nuôi hàng ngày nghe, tất cả những cái gì con ấy đi cả đời này vẫn chưa đền đáp công ơn của cha mẹ được, mà cho tới ngày lễ lộc rồi mày cứ nghĩ tới cái mà Quỳnh hỏi cái đó thì con nghĩ không có nên. Nên nghĩ tới cha mẹ, bởi tại sao mình nghĩ tới cha mẹ trước, bởi vì cái người đó, đó và cái ngày mình gọi là ngày sinh nhật của mình đó, người đó đó, người đàn bà mà gọi là mẹ đó, banh da xẻ thịt để mình có cái sự sống nơi ngày hôm nay, mà cho tới ngày sinh nhật của mình lại bỏ đi chơi đi nhậu này này kia, trong khi mình bỏ người đàn bà với người đàn ông đó ở nhà của mình. Vì nên nhớ, vì suy nghĩ lại, vì biết cái chuyện này gì nên làm và chuyện gì không nên làm ha. Đó. Chứ đừng nghĩ tới rượu chè vậy đó, nghĩ tới cái chuyện đó, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm đó. Nên dẫn cha mẹ đi chùa để có cơ hội cha mẹ làm phước, để có cơ hội để mình lợi dụng cơ hội đó để mình giúp cho cha mẹ biết cách tạo phước báo, và mình cũng tạo được phước báo, và mình tránh khỏi những cái điều mà phạm vào ngũ giới thông thường. Cái chuyện nên làm chứ đừng có niệm nói, đừng có suy nghĩ nên uống rượu nên diễn quá, chuyện đó là chuyện tào lao nhất á. Thành ra cái người mình đáng để làm là hai người đó. Còn nếu mà có thêm nhiều nữa thì ở gần thì thầy tổ cũng được đó. Thêm như nhưng mà hai người là mình không thể nào bỏ qua được, là cha mẹ. Rồi từ ra tới tới ngày nghỉ lễ, ngày gì ngày sinh nhật kia mình nên nghĩ tới hai người đó đầu tiên, thì tất cả những chuyện xấu xa mình là có khả năng là không có phạm, là khỏi phải suy nghĩ gì cả. Nam mô tại giá. Sa thú và kính riêng sư Lữ Tông nha. Để mời quý vị nêu thắc mắc ạ.
Vậy ông lại để minh tâm hỏi hoài kỳ quá quý vị, nhà nó thắc mắc rồi quý vị. Dạ tôi xưa để tiếp với vấn đề giới à, tại con cô cố tình hỏi những cái gì mà nó mang nằm trong dễ hiểu cái hàng Phật tử chứ con. À, tôi xưa nói về giới, ví dụ bây giờ mình thấy ở trong cái cuộc sống thì cái giới mà nói dối à, cái giới nói dối thì là cũng một trong những cái giới mà nó tương đối rất là khó à, bởi vì nhiều khi mình hay nói sai sự thật à, tức là mình không có mang ý lừa ai hết à, nhưng mà đại khái phải hỏi đường thôi, mình cố tình mình trả lời nẻo à, tức là mình trả lời sai cái sự thật à, nhưng mà thật sự ra mình không muốn người này người ta biết à, cái sự thật đó, thì thỉnh sư rằng ví dụ mình không muốn người ta biết sự thật thì mình có nên im lặng hoặc là nói người ta rằng tôi không thể trả lời, hay là mình nên trả lời một cách gọi là tế nhị hay là lịch sự hay cái gì đó à, để mà chúng ta nói không đúng sự thật à, thỉnh sư giảng dạy ở cái điểm này. Nam mô Bố Thầy và kính bạch chư tôn hay dạ kính thưa chư quý vị, thì Đức Phật dạy chư tăng thế nào thì quý vị học theo cái đó thôi. Khi mà gặp nhau mà không nói lời đúng theo chánh pháp thì giữ im lặng tánh. À, mình nhóm trả lời được thì mình im lặng thôi chứ có ai đâu. Ừ. Chứ lại cho mình phải nói ra cái lời không chân chánh để làm gì, phải không? Không có gì bắt buộc phải nói cả, mình làm thế nào đem giữ càng nhiều càng tốt, bởi vì trong bao nhiêu a tăng kỳ kiếp rồi mình chưa không hiểu giới là gì, không có được học pháp của bậc trí, thành ra chuyện gì mình cũng coi chuyện nhỏ rồi mình cứ làm, thành ra cho tới giờ này vẫn khổ sở, vẫn luân hồi ba cõi sáu đường mà chưa thở ngay sao, mà còn nghĩ tới chuyện rồi mình nói quý vị nên nhớ đó. Có nhiều người ta vẫn nghĩ rằng mình nói mà nó không hại ai, mà có nó giúp đỡ người ta, ví dụ như với bác sĩ này kia phải nói gì để cho bệnh nhân nó là gì, họ không hại người ai đó, nhưng cái đó nó hại mình, cái gì nó nhớ đó. Làm sao mình nói là không chân thật mà nó không hại được à. Người nói mà để mình giúp người ta đồng ý, không ai nói đó, nhưng mà nó hại mình, nghĩa nói ra thiệt hại cả hai đó, thì mình đi sâu, còn không không có cái lời nói nào mà không thiệt hại, lời nói với dối nào mà không thiệt hại đó, không thiệt hại người ta cũng thiệt hại mình, hoặc là không thiệt hại mình thì cũng thiệt hại người khác, hoặc là thiệt hại cả hai đó, thành ra nên giữ im lặng như vậy. Đức Phật đã dạy rồi, tại mình đã không ráng rằng mình cứ mình sợ người ta buồn á, mình nói bên hông bên cạnh này kia ông chụp, mình nghĩ không có hại ấy, còn giờ người ta vui lòng, dĩ nhiên mình làm người ta vui lòng, nhưng mà mình gặp Diêm Vương thì ổng không có tha mình. Mình phải suy nghĩ lại rồi có nên nói hay không, chứ Diêm Vương mà gửi email rồi thôi, chứ chuyện nhỏ nó không thành chuyện lớn như được. Có những cái chuyện nhỏ, ngay cả tu sĩ vậy, nghĩ cái chuyện đó ơi cái giới nhỏ có thể chút nữa mình gặp Chư Tăng mình sẽ mớ không được, nhưng mà không ai có bảo đảm sao búng tay là chuyện gì xảy ra. Mình nhớ chuyện đó, sau cái búng tay rồi đó, kiếp trước kiếp sau và ngày mai cái nào tới trước không ai quyết định được đó, anh nhớ cái chuyện đó, thành ra mình nói để ngày mai mình đi sám hối, giống như cái gì mà thời vua thời Đức Phật Mã Cà Sập Bà Phật Đà Ca Diếp, thấy không, đi đi chuồng trồng chành bứt cọng cỏ thôi mà về ở nhà rồi chưa kịp sám hối rồi đêm đó đi đoàn tụ vẫn sanh lầm rồng như thường, nghe sanh về bốn đường ác đạo như thường, chứ làm sao đáng cõi được à. Thành ra cái ngũ giới bất trì thì nhân thiên đồ trì, cái chuyện đó là nó đúng chứ nó không có sai chỗ nào đó. Có những người làm phước rất là nhiều nhưng chỉ cần phạm một một lần cái ngũ giới thì vẫn đi xuống như thường, đó là bà hoàng mà hậu Malika của vua xứ Kosala đó, cái gì thấy không đó, bà ta làm phước cỡ đó, nhưng mà cái lậu cần tử cuối cùng bà chỉ nghĩ là bà nó giấu ông chồng một lần rồi vẫn đi xuống như thường, nhưng mà tại vì cái phước quá nhiều quá là bà đi xuống có 7 ngày thôi, chứ cậu mình đi xuống à, chắc là 7 tăng kỳ rồi đó, nên cẩn thận. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ sa thú dạ kính trên siêu lưỡng tông. Dạ quý vị thấy cái vấn đề giữ giới nó rất là quan trọng và Phật tử cũng ráng cố gắng để mà hiểu giới, để chúng ta giữ giới cho nó một cách
là tương đối tốt. Nhiều khi chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ mình nói cho nó vui không hại ai, nhưng mà thật sự nó hại mình, người ta rất may. Sẵn đây con qua một giới nữa, con thỉnh sư giảng dạy là vấn đề, ví dụ bây giờ có nhiều người họ nói tôi không có tham, nhưng mà họ đi ra đường họ thấy người khác rớt tiền thì họ nói rằng thôi cái tiền này tôi không có lấy, nhưng tôi lụm để rồi có dịp tôi sẽ bỏ vô chùa, có dịp tôi sẽ cho người nghèo, vân vân. Tức là cái người này họ tác ý lụm nhưng mà không phải cho mình. Nhưng mà cái này chúng ta biết rằng là coi như cái đồ đó là cũng không phải là cái đồ mà người ta bỏ, người ta rớt thôi, người ta bỏ. Thì đây tính như giảng dạy, con đã có hỏi rồi, cái này con không phải con hỏi cho con, nhưng mà con muốn hỏi lại để cho Phật tử hiểu. Xin tu học chờ một chút nha, bên tâm xong cái câu hỏi bên tâm đọc. Thì tính như giảng dạy rằng khi mình lụm những cái vật mà của người khác đánh rớt đó, thì mình lụm với một cái tác ý là mình sẽ đem cho một cái người nào khác chứ không phải lụm cho mình, thì như vậy mình có bị cái tội gì hay không? Con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Cô không phải của mình là nó phải là ác pháp rồi, mà ác pháp nặng nhẹ tùy theo. Thành ra khi mình thấy cái đồ rớt đó, nếu mình lụng với tác ý mình sẽ gửi lại cái chỗ mà người ta giữ những của rơi rớt đó. Nhưng mà thì không sao. Nhưng mình nghĩ khi nào gặp lại người ta trả hoặc là sẽ cho người khác, nếu không ai nhận cái đó là không có nên. Bởi vì mình không biết cái người đó họ làm rớt hay là họ quăng hay cái gì đó mình không biết được, mà không biết được thì mình đừng có thử ha. Nó bởi vì ngay cái đồ rớt trong chùa đó ông sư rất là nguy hiểm, những cái trường hợp vậy đồ rớt trong chùa ông sư không lụm cũng không được, mà lụm là phải giữ, tức là đưa cái chỗ mà trong chùa, đa số mấy chùa lớn họ có chỗ họ giữ những cái đó rồi họ viết cái bảng lên, những ai có mất những cái gì trên lời người ta lấy, chứ không có ông sư không được giữ. Thành ra khi mình lụm lên mình giữ là không đúng rồi, mình nhớ chuyện đó đúng rồi, đều là mình chưa có tới ý lấy lúc đó, nhưng sau này thấy cần hay là thấy ôi không ai chắc là họ bỏ rồi mình chạy cũng được không phải chuyện đó chuyện khác đó. Thành ra nếu mà lụm thì lụm để gửi lại chỗ nào đó để cho người ta tới đó ta biết cách, ta tới đó ta tìm, nếu người ta chưa có bỏ khi nào ta bỏ là chuyện của người ta, nhưng mình đừng có để tác ý mình dính vào những cái chuyện như vậy đó. Những chuyện như vậy nhiều khi mình nói chuyện nhỏ chứ nó không có nhỏ bao giờ đó, ăn thua cái tâm của mình đó, mình nói chuyện nhỏ tác ý mình lụm lên là mình tưởng về xong á, nhiều khi mình suy nghĩ tới suy nghĩ luôn hàng ngàn tỷ cái lộ trình tâm này nó cho quả cỡ nào. Tâm phàm phu của mình đó, mình dẫn mặt cái nó không có nên. Nam mô Bổn Thầy giác. Sa thú dạy con kính trang xin lỗi tâm cái đây con xin đọc câu hỏi của tu học. Vậy trường hợp ngài á ăn ngài ăn Angulimala và ngài Angulimala giết gần ngàn người mà vẫn chứng thánh thì hiểu thế nào thưa sư? Con kính thỉnh sư lỗi tâm ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nó có nhiều trường hợp để mình có thể lý giải được cái này. Thứ nhất là cái ngày này đó, cái phước báo ba la mật nó đầy, sắp đầy, sắp thôi chứ chưa đầy. Thành ra có giết bao nhiêu đi nữa thì nếu mà trong những người bị giết, nghĩa là trong cái trường hợp mình sát sanh mà không dính vào ngũ nghịch đại tội thì chuyện đó không sao. Nhưng mà dính vào ngôn nghịch đại tội rồi thôi là có muốn đắc cũng không đắc được, cái đó là cái nặng nhất. Cái thứ hai đó nghĩa là trong những cái trường hợp mà ngăn ngừa cái đạo quả phát sanh, thứ nhất là ngũ nghịch đại tội, thứ hai là mình nói xúc phạm đến bậc thánh, nói phạm được thánh. Mà nếu mà không có những trường hợp nặng như vậy đó thì vẫn có khả năng đắc đạo quả trong kiếp đó được như thường, bởi vì cái người mà nghe ba mật gần đầy đủ mà gặp được Đức Phật nữa đó. Thành ra cái chuyện mà gặp được Đức Phật là phải biết cái khi mà lọt vào cái dòng trí của Đức Phật rồi đó thì biết cái người này là có khả năng đắc đạo quả là ngài mới tới,
Chứ còn nếu mà cỡ mình làm gì lọt về giọng trí của ngài, ha? Lọt giọng trí của ngài thì chắc chắn đó là trường hợp vừa ăn ngô ly lá dầu giết bao nhiêu người, thì cái giết người vậy đó thì mình có thể mình hiểu ngược lại, những người đó đã từng giết ngài rồi bây giờ trả nợ, thí dụ vậy đó ấy, nhưng mình vẫn là người thông thường thôi chứ không phải là người mà có giới hạnh, không phải là bậc trí, hay là không phải là một trong năm cái hàng người mà lọt vào ngũ nghịch đại tội này kia xong, thì cái đó là nếu mà động tới là đi luôn chứ không nói thế nào. Chẳng hạn như mấy ngày mà gần đầy đủ ba la mật rồi mà vẫn phải đi địa ngục sâu thẳm như vậy là phải biết như thế nào, như hạn như vua A Xà Thế hay là đề bà Đạt Đa chẳng hạn, thấy không? Nghĩa là những người đó là thứ thiệt hết, tại sao chúng tôi gọi thứ thiệt, bây giờ họ đang ở cái địa ngục đó đó, nhưng mà họ biết cái tận cùng bằng bằng số của cái kiếp họ, nghĩa là sau khi trời gian đã trồi lên đều thành độc giác, bậc độc giác đó, còn mình thì mình chưa có biết được cái vô chung của mình, à, mình còn nhiều khi mình còn luân hồi lâu hơn mấy ông đó nữa, dù là mình không có làm ác như mấy ổng, nhưng mà cái chuyện làm ác á không quan trọng, quan trọng là ba la mật đạo đã đầy đủ chưa, gần đầy đủ chưa, nếu mà chưa đầy đủ thì có người coi chừng đó. Không không không, ngũ giới thì nhân thiên lộ triệt là đi xuống cái thường thôi, chứ tức là trong cái kiếp này mình ngũ giới mình không trong sạch đó, mà nếu trong trường hợp mà lộ tử mình mà nhớ thì sự không đạt của cái ngũ giới đó thì lộ nhân thiên kể như tiêu, nghĩa là mình có thể mình đi bốn đường đạo nhưng mà đi trong thời gian ngắn ngắn thôi, còn cái này là nó không có, không phải trường hợp nào nó cũng đúng như vậy đó. Nhưng mà thường nghĩa là đa số là 100, đa số là gần hầu như là gần 100% là kiếp này nếu ngũ giới mình không trong sạch mà nó trở lại trong lộ cận tử là vẫn đi xuống như thường, dù rằng mình có làm bao nhiêu phần phước vậy nhưng mà chưa đi xuống có lâu rồi cái gì, thì còn nếu mà nó triệt mà triệt luôn á lúc đó thôi cho bá thở, không ai dám làm ác nữa đâu, không có à, ngũ ly mà lá cũng vậy, nghĩa là nếu mà cái kiếp đó đó mà ngài không có đắc thánh á thì cái lúc đó mới là nhân thiên lộ triệt, còn nhưng mà ngài đắc thánh rồi thôi thì cái không có liên quan tới nhân thiên lộ nhân thiên hết đó, bởi vì cái bậc đắc thánh tối thiểu cũng phải là nghĩa là sơ quả thì cũng còn sanh làm người vài kiếp, mà là nhị quả là một kiếp thôi, thấy không? Thành ra những cái vị đó, những cái vị mà gần đắc thánh đó, có giết người đi nữa thì cũng những người thường giống như ngàn cô liên lá giết thì không ai đâu, cái người cuối cùng mà nếu mà Đức Phật mà không thể hiện thần thông để xuất hiện đó, tức là bà già để giết cái đó là dính vô ngũ nghịch đại tội là đi xuống liền chứ không nói tiếng nào đó, thành ra cái đó là nó mới ngăn cấm đầu quả, dầu rằng ba la mật là gần đầy rồi đó, nhưng mà bữa đó mà lụi bà già một cái là thôi khỏi, nghĩa là chờ đi xuống đi cục A Tỳ mà trồi lên cho thắt quên hết mấy cái ba la mật của mình luôn á, nó mô cái thai á. Sao thú sao thú kính trường sư đã giảng dạy câu hỏi của tu học. Xin mời quý vị tiếp tục ạ. Tu học có hiểu hết chưa? Có cần phải giơ tay lên đặt câu hỏi hay không? Nếu được thì có thể giơ tay lên để chúng ta hỏi cho nó rõ quý vị. Chứ còn mà mình cứ ấp ba ấp úng tội nghiệp mình ráng hỏi nắm cho nó hết nha. Sẵn qua cái thắc mắc của tu học con thỉnh sư giảng dạy cái vấn đề là chúng sanh tức là chúng ta có trả hết cái nhân mà mình đã làm trong quá khứ, hay là chúng ta tranh thủ để chứng thánh quả để chúng ta xù. Bởi vì có nhiều người lý luận rằng là trả hết, tức là nguyện, nguyện là xin trả hết. Thì thỉnh sư giảng dạy rằng là chúng sanh có thể trả hết nghiệp hay không, hay là chỉ có cách là chúng ta tu chứng đắc rồi chúng ta xù. Như ngài Angulimala tức là ngài chứng đắc A-la-hán quả thì ngày xù, những cái chuyện mà ngày làm chín trăm chín người này xù, tức là không có trả,
Thì thánh sư giảng dạy điểm này, vì có một số người Phật tử họ cũng nghĩ rằng là làm thì phải trả cho hết, cho nên họ nguyện nguyện là xin trả hết nghiệp để chứng đắc nó dễ. Có nhiều trường phái họ suy tư như vậy, thì thỉnh sư giảng dạy rộng điểm này để chúng con được hiểu. Nam mô Bố Thầy gia kính bà Chư Tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị, không có ma nào trả hết nghiệp của mình hết đó. Mình gieo nghiệp là mình có muốn trả cũng trả không hết. Thành ra Huynh Minh Tâm nó đi theo sư Lưu Tông nè, sư Tông là chủ trương là một là trốn, hai là dứt. Cái nghiệp nào mình gieo rồi đó mà nó chưa theo kịp thì mình trốn. Trốn bằng cách nào? Trốn bằng cách là mình tạo nhiều thiện pháp thì nó theo hỗn nghiệp. Mà mình gieo thì mình tạo nhiều thiện pháp cho tới khi nào thiện pháp chưa tế phát sanh rồi gọi là mình dứt, tức là sơ đạo sơ quả phát sanh là dứt luôn hết bao nhiêu kiếp mà nó mình đã làm ác để đi bốn đường ác đạo, là dứt luôn, dứt. Còn bình thường là mình chưa dứt được thì mình phải trốn, trừ phi cái tên nào mà nó lanh chân lẻ mắt nó theo kịp thì trả thôi chứ nó theo kịp không trả cũng không được, mà nó theo không kịp thì phải trốn hoặc là dứt, tùy theo điều kiện đó. Theo kịp thì trả, theo không kịp thì trốn hoặc dứt mà thôi, chứ không có trường hợp mà trả chết. Mình phải nguyện trong tâm mình vậy đó, đừng ở đó mà vô ngực nó cho nó quay, tôi phải trả hết nghiệp đó. Ở đó không bao giờ trả hết nghiệp đó, nghiệp của mình gieo thôi, chứ nghĩa là mình không biết nó cỡ bằng mấy, cao bằng mấy tỷ lần cái núi tu sửa đâu mà rồi trả hết, không bao giờ trả hết đâu ha. Mình chỉ có cách trốn hoặc giật mà thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Sao tốt sao hữu dạ con kính tri ân sư Lữ Tông. Nếu quý vị nào thường xuyên vào room vào ngày thứ bảy, chắc quý vị cũng lũng lạc được rất là nhiều cái kinh nghiệm sống nha, nó rất là hay quý vị. Nó có nhiều cái thì thật sự ra chúng ta không thế nào trả hết được. Cho nên như sư vừa dạy đó nha, và nên nhớ cái điều đó nhà, một cái điều minh tâm suy tư thấy nó rất đúng nha, bởi vì vì thấy những vị thánh đó nha, thì hết trả rồi chứ các ngài cũng vẫn tạo nghiệp mà vẫn sát sanh mà nha, cho nên chứng đắc là xù nha, chứng đắc là xù rất là hay, một cái điều mà chúng ta cũng nên suy tư. Xin mời quý vị tiếp tục ạ. Trong room có ai giơ tay lên không? Trong room chúng ta toàn là những người khép nép không ạ? Giơ tay lên đặt câu hỏi đi ạ. Thế tu học boss lên một câu nữa. Kính thưa sư, các tâm 121 tâm thì do bốn nhân sanh, nghiệp, cảnh, vật nương, tâm sở, còn thực tính xá hòa ná, nhận biết cảnh của tâm thì do nhân duyên gì sanh? Thưa sư, dạ con kính thỉnh sư Lưu Tông. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch Chư Tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái này đó, trong duyên hệ gọi là trùng trùng duyên khởi. Một cái tâm nhận thức mà nó phát sanh để nó nhận biết cái cảnh sắc, cảnh sắc đó. Chỉ có cái tâm nhận thức không thôi, nó cần một trăm mấy chục cái duyên để nó có thể nó biết được. Chứ không phải là nó do một hai chuyện giống như mình thường thường mà nói là bốn cái nhân để sanh cái này sanh cái nọ, thì không phải bốn nhân sanh cái này là bốn cái nhân mà tương đối để mình nhận dạng để mình biết thôi, chứ mỗi pháp mà nó phát sanh nó do trùng trùng duyên khởi. Thì bây giờ thí dụ như nói sơ để quý vị cái gì hỏi là biết, tại sao gọi là trùng trùng duyên khởi. Cái nhận thức mà nó muốn phát sanh mà để nhận sắc cảnh sắc, thứ nhất là phải có sắc cảnh sắc, mà sắc cảnh sắc đó trước khi nó tới cái nhận thức nhận được nó thì nó xúc vào sắc thần kinh mắt cái đó, à, xúc vào sắc thần kinh mắt rồi nó phải có, mình phải có vô mới nó sika nó rồi có sắc thần kinh tốt rồi. Khi nó xúc vô rồi kia nhận dạng biết đó là biết. Cái thứ hai nữa đó, cái nhận thức mà nó muốn phát sanh phải nhờ cái tâm trước nó, tức là trong ngũ môn hướng tâm.
Thì ngũ môn hướng tâm đó, thì cái tâm đó nó có 10 cái tâm sở đi theo, thì 10 cái tâm sở nó đều đóng góp cái là nó là cái duyên, nó tùy theo 10 cái tâm sở của trước đó đi theo, thì nó giúp đỡ như thế nào thế nào thế nào nè. Thì tổng cộng như mà đếm ra rồi đó quý vị biết, nó cả một trăm mấy chục loại nhân duyên khác nhau thì mới thấy được, chứ không phải nó một hai duyên ấy. Thường thường là mình học nó ngắn, nó có bốn năm chuyện để mình nói thôi, phải có ánh sáng rồi có sắc cảnh sắc, có vô sổ mình nói chỉ ra, rồi có sắc thân kinh tốt mình nói, cái đó là mình nói bằng cách khởi để cho hiểu bốn năm chuyện nghe, giống như mình nói vậy đó không. Nhưng mà thật sự ra nếu mà hạ thủ công phu mà tính là thôi điên luôn, nó không có cái nào mà nó một hai nhân duyên ở đó mà nó thuộc phải trùng trùng duyên khởi hết. Mô với tài giá Sa thú và kính tri ân sư. Mời quý vị tiếp tục ạ. Trong đạo tràng ai có thể giơ tay lên đặt câu hỏi không ạ? Con thấy Minh Nguyên 2000 thư sư, lợi ích của việc thu thúc lục căn là gì thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư lựa tông ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Lễ trong giờ tu thúc lục căn là mình để ngăn cái những ác pháp chưa phát sanh là không cho nó phát sanh. Mà cái ác pháp nào lỡ phát sanh rồi thì nó có đủ điều kiện để nó bị diệt và không phát sanh trở lại. Nào. Chứ là nếu mình không tu thúc trước là mình không có chuẩn bị, mình không có quan sát, không có để ý đó. Thì mắt thấy sắc thì chắc chắn cái gì nó phát sanh. Thì quý vị thấy vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên giác duyên lục nhập luôn nhập, nó là một dọc rồi và toàn là bất tỉnh thì rất là nhiều nên thành ra khi mà mình thấy rồi mình có cái vô ni sổ mình nó sẽ cà ra đó hay là một số cái tâm sở khác trong cái việc mà cẩn thận cái canh chừng cái nhãn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mà khi mà nó tiếp xúc với cái đó thì nó sẽ đưa lên cái khác, chứ nó không có đưa ra một số cái điều kiện cho 12 cái tâm ở trên nó phát sanh. Nó còn thí dụ mình không, mình dễ vui, mình không có chuẩn bị, mình không có canh phòng này, cái lục căn mình đó, thì chắc chắn 11 trong 12 cái tâm ở trên nó phát sanh. Mà khi nó phát sanh tức là mình tạo ác pháp, mà khi mà tạo ác pháp rồi đó thì nó nguy hiểm cho con đường tu tập chứ lắm. Thiện pháp thì nó giúp nhiều chứ ác pháp nó ấy lắm. Thành ra cái việc tu túc lục căn tức là nghĩa là nói chắn là phải giữ giới về này phải nọm cho mình, thành ra nó nhiều nhiều chuyện lắm chứ không được. Ví dụ mình giữ cái giới để cho mình không có sát sanh chẳng hạn, thì khi mà cái gì mà sắp phát sanh, thường thường mình nói nó phát sanh là cái đó là do cái thân nó làm, nhưng không phải, nó phải do cái ý cả. Bởi vì khi quý vị đọc cái chữ này rồi mới gì học chi pháp, quý vị sẽ thấy nó rất là rõ. Con xin vương giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, tức là ba na tỷ ba ta về đó mani xích khả bà đăng sa ma đi già mí, thành là chưa về đó mani, do đó đó nó là ý căn đó. Nó là ý căn tức là đủ lục căn, nó ý căn với cái thân căn mà cả năm giới thì nó thành lục căn này. Nó đoán đường vậy đó, chứ còn không thể nào cũng ấy. Mà nó kích thích một việc nó đi, không phải là đi chơi chơi giống như mình nghĩ đâu đó. Mình chỉ cần nhìn trái xoài không, tại sao mình chảy nước miếng à? Tại vì mình quên quên canh chừng cái lục căn của mình. Còn nếu mà canh chừng thì mình có thể mình ngăn cấm được, thành ra nó đưa là không đưa tới những cái ác pháp phát sanh, không đưa tới những cái hành động mà nguy hiểm cho cái đời sống của mình. Thành ra là cái lợi ích của việc mà thu túc lục căn. Nam mô Bụt Thầy á. Sau đây con thấy tu học Boss lên lúc đang hành thiền quán mà tác ý phân tích vô số duyên sanh khởi
danh pháp sắc pháp kiểu như sư vừa dạy thì có phải là đang chạy theo chế định pháp, không thể thấy ra thật tính pháp phải không thưa sư? Vậy hiểu như thế nào về lợi ích của pháp học? Hiểu trùng trùng duyên khởi chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị học Phật học để quý vị biết cách hành cho nó trúng. Chứ còn quý vị không học Phật học đó, thường thường quý vị nghe những cái câu đó, mà người ta dịch từ kinh điển ra đó, quý vị không biết đường nào quý vị mò đó. Trong thiền minh sát đó, đối tượng cũng là thực tính pháp. Mà thực tính pháp thì không có chuyện mà thở ra dài, thở vô dài, bước dài bước ngắn, không có chỉ thêm được rồi đó. Bởi vì thở vô dài thở ra dài là chế định pháp, bước dài bước ngắn là chế định pháp, mà nói ra nói tới thiền mình ra hay là thực tính pháp, thì cái bước dài bước ngắn thở ra dài ngắn nó biểu hiện cái gì thì mình chỉ quan sát cái đó mà thôi. Mà mình muốn biết như thế nào thì em biết cái trà tụ lắc hành hạ, cái nhân gần của nó, mình thấy cái nhân gần, tức là mình thấy một số cái điều kiện để cho cái lộ trình tâm mà nó quan sát về cái thực tính pháp nó rõ ràng hơn đó. Cái thí dụ chúng tôi thường hay thí dụ ra để quý vị nghe đó, quý vị nghe cái cột cái nó nhanh lắm, quý vị quán ngán không kịp đâu. Nhưng mà quý vị muốn biết cái đó là gì, quý vị phải quay đầu. Thì thường thường đó, thì sư hỏi cái gì là cái nhân của quay đầu. Nếu mình không học cho kỹ thì mình cứ nghĩ là tại tiếng động mình mới quay đầu, nhưng mà không phải. Tiếng động là cái nhân xa rồi, nó diệt mất rồi. Rồi cái sự ham muốn biết cái đó là cái gì là ác pháp luôn. Rồi sự ham muốn nó phát sinh cái gì, nó phát sinh một loại chất gió, chất gió nó mới làm đầu nó quay thành là cái chất gió mà làm cho cái đầu nó quay được, cái đó mới là cái nhân gần của cái sự quay đầu. Đó. Thành là khi mình nhìn từ đầu tới đuôi thì mình biết cái sự quay đầu nó là cái gì, nó chỉ là chuyển động của chất gió mà thôi. Quý vị nên nhớ chuyện đó, chứ còn nếu không thì quý vị sẽ nhấp thì là trùng trùng chế định pháp rồi, phải không? Bởi vì mình không thấy cái nhân nó, sao mình biết quay đầu là cái gì quay? Mình tưởng cái đầu mình quay á, trong thiền minh sát không có cái đầu quay, không có sự quay nó chỉ có sự chuyển động của chất gió tùy theo trường hợp mà thôi. Đó. Thì nếu mình thấy được cái nhân gần thì mình mới biết cái sự chuyển động gió, tức mình chỉ thấy chất gió nó chuyển động thôi. Nhưng mà khi người ta diễn giải, người ta diễn giải rất là dài vậy đó, nghe tiếng động quay đầu để biết thấy thấy đó cái gì gì đó đó, đó. Ta không học, hoặc học mà còn chấp vào những cái chế định pháp, những cái từ ngữ đó thì cũng không thể hành thiền minh sát được, mà chỉ chấp vào, mà chỉ nhìn vào cái gần nhất đó mà thôi, nhớ chuyện đó thì nó mới có thể hiểu được. Nhưng mà khi mà học nói trùng trùng như thế là tại sao? Để cho thấy nó nhiều như vậy đó, nhưng mà mình chỉ biết những cái nào gần nhất và chánh nhất để đưa tới cái loại mà sắc pháp hay danh pháp mà mình đang quan sát mà thôi. Nó mô với thai vậy. Dạ, sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, xin mời quý vị Phật tử giơ tay lên hoặc là tắt chat. Chúng ta quý vị cứ post lên nhiều nhiều không sao. Mình tâm cố gắng đọc tuần tự. Chúng ta cố gắng tranh thủ quý vị. Còn khoảng hơn nửa tiếng là nó cũng hết giờ rồi. Trong khi chờ đợi quý vị nếu thắc mắc thì mình tâm cũng rất là cố gắng hỏi cũng để đỡ mất thời gian của đạo tràng ngồi mà chờ câu hỏi cũng hơi lâu ha. Thưa sư, thì
Giờ chuyển qua vấn đề bố thí nha, Phật tử chúng con bố thí trì giới nha. Hai cái đó nó căn bản nha, đó là bố thí. Dạ thưa sư, thì bây giờ mình như chư tăng hay dạy, nhất là sư Giác Nguyên hay đưa cái thí dụ là bố thí như thả chim chứ không nên như thả diều, tức là chúng ta bố thí rồi thì chúng ta cho nó bay đi, bay đi mà không có mang cái lợi lạc gì hết. Nhưng mà thì ngược lại thì con thấy một số nơi tức là khi họ xây 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 chùa, họ xây chùa, họ xây cái tượng này tượng kia vân vân, thì họ lại ghi tên của cái người Phật tử vào một cái phiến đá, một cái chuông đồng, tức là đại khái như vậy. Thì chư tăng thì lại gọi là khắc vô, tức là không muốn cho nó bay đi theo thời gian, bởi vì nhiều khi lâu quá ta quên, không biết ai cúng cái chuông này hay là ai cúng cái góc chùa này vân vân, nhà mình mới ghi vào. Thì như vậy thì thỉnh sư giảng dạy trong cái việc làm như vậy, thì con thấy nó có vẻ nó hơi ngược với cái điều chư tăng dạy chúng con, là coi như mình thả chim. Bọn này thì lại ghi lại, ghi lại là Nguyễn Nha, Nguyễn B gì đó, cúng cúng gì đó, thì thỉnh sư giảng dạy cái điểm này để mình tự con được. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền gia, kính thưa chư quý vị. Thả giống như thả chim, tức là mình thả cái vật mình cho, nhưng mà vẫn giữ lại cái gì, vẫn lại cái thiện pháp, chứ làm sao mình thả được. Bởi cái thiện pháp đó, mình dùng cái thiện pháp đó để mình hành thiền, thiền chỉ được, tức là niệm thí, chứ làm sao mình buông được. Mà nếu mình không buông nó nguy hiểm ở chỗ là có sự so sánh. Thường thường đó là nếu mà mình bố thí cái vật gì xong đó thì mình nên giữ cái đó để mình tối hay là bữa sau đó mình nghĩ tới nó qua cái phương pháp là niệm thí, thì xem cái hành động của mình như trong sạch như thế nào, niệm thí mà mỗi lần nghĩ đó. Thì khi mình cho rồi đó, mình giữ lại là giữ lại cái thiện pháp, tức là đêm sau hay là tối nay mình về mình nghĩ là cái pháp bố thí mình phát sanh đó, tức là nó phát sanh thêm một cái loại thiện pháp nữa, thì cái thiện pháp đó là cái thiện pháp mình không cần không buông được, bởi nó là một cái lần đó. Còn nếu mà mình dâng tới ông sư cái đó mà giờ mình không biết ổng có xài hay không, hay là hồi xưa giờ mấy cái ông mà ổng đi chung với mình, ổng nói mình là thứ kẹo, không biết bố thí, không biết cho chùa gì hết, là mình muốn để là để cho người ta biết, tức là mình đã không phải là buông, bởi vì mình vẫn còn dính mắc. Mà khi mình dính mắc như vậy đó, thay vì mình dùng cái sự cho của mình để mình làm đối tượng của cái sự niệm thí đó, thì mình lại dùng cái đối cái sự cho mình đó để khoe khoang với những người khác, những người mà từng chỉ trích mình keo kiệt, không biết làm phước này kia sầm đó, tức là mình đâu có buông, phải không? Đó. Thì ở các nước theo Phật giáo truyền thống, nếu huynh ở gần chùa Thái, chùa Miên hay là biết đó, khi mà xong xuôi thọ phước báo, thầy tao người ta lấy cái ly nước người ta đổ vô cái tay người ta đó, bây giờ thấy không đó. Đó, tức là cái tác ý là cái vật mà tôi cho cũng giống như nước này nè, nó xuống đây rồi nó đi luôn chứ nó không có trở lại, tức là kể như là mình buông luôn, nhưng mà chỉ buông cái vật mình cho thôi, chứ còn cái thiện pháp cho đó mình phải dùng nó để làm đối tượng của niệm thí. Mình nhớ phải biết cách buông là buông như vậy. Nên là mình phóng sanh chim thì mình thả chim, chứ mình đừng có mình đừng có giữ lại. Giữ lại bằng cách mình buộc cái dây lên cái nó là người thả phóng sanh tên gì đâu này kia sùm này kia sùm đó, thì không có nên. Nên là phải hiểu cách đó. Nên là mấy cái nước thấy hồi đó là họ khi mà họ bố thí xong cái ông sư tụng kinh Phúc Chúc cái là họ dùng cái nước để họ ra đổ ra vậy đó, để chứng tỏ là nước này là cũng giống như vật mà chúng tôi đã bố thí tại dân cúng trong ngày hôm nay, giống cái nước này nó đi xuống là nó đi luôn chứ nó không có trở lại tôi nữa đó. Đó, nên hiểu như vậy. Nam mô Bụt Thầy gia. Sa thú và con kính trang sư Lưỡng Tông, và sau đây con thấy Diệu Diệu Hiếu hả? Bậc thầy thiền minh sát là gì? Và con kính thỉnh sư Lưỡng Tông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, thiền minh sát là một loại thiền dựa vào bài kinh tứ niệm xứ đó, là thiền niệm xứ đó, tức là trong đó nó có số cái loại đối tượng mà gọi là thực kinh pháp dùng nó để cho những cái tâm với tâm sở nó vô nó quan sát cái đó gọi là thiền minh sát. Thiền minh sát ở đây đó quý bạch sinh na, quý là thấy, bạch sinh na là quý là đặc biệt dưới nhiều bối cảnh, quý bạch sinh na là thấy. Hai danh từ này, hai chữ này gộp lại nó chỉ cho trí tuệ. Trí tuệ quan sát và thấy, thấy cái gì, thấy gì thực tính pháp mà hiện hình là bài kinh tứ niệm xứ. Anh nào muốn biết thiền minh sát là gì, về đọc bài kinh tứ niệm xứ sẽ biết nó là gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính thưa sư, sau đây con thấy tu học có lên. Kính thưa sư, những nguyên nhân gì che khuất làm chúng ta không thấy ra được thực tánh pháp, chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền cả, chính thưa chư quý vị, nguyên nhân che khuất làm không thấy được thực tánh pháp tức là chế định pháp. Đó. Mà chế định pháp nó che luôn cả pháp học, thằng nào mình không thấy được. Tại sao chế định pháp mà che luôn pháp học? Tại vì khi mình không học đó, mình dầu thấy nó thật sự nhưng mà mình thấy theo chế định pháp. Thí dụ như mình nói đất, thấy không, đất là mình tưởng là cái mà mình đạp đạp làm đi hàng ngày là đất, thì cái đó là chế định pháp. Nhưng mà nếu mình học đàng hoàng rồi mình phải hạ thủ công phu mình mới thấy cái trạng thái cứng hay mềm, nó mới là thực tính pháp. Hai cái nó khác nhau. Thành ra khi mình dính vào chế định pháp nhiều quá thì mình không có nhu cầu để cần thấy cái khác. Thành ra trong hầu như là trong các đề mục mà của cái bài kinh tứ niệm xứ đó, đa số những đề mục niệm thân đó là những chế định pháp mà có một nửa tính pháp, hoặc là những chế định pháp mà có 100% thực tính pháp. Đó. Tại vì nó có cái điều kiện là để cho cái người mà điều hành đó, những cái gì nó phát sinh sau khi mình bước mấy bước đầu đó, thì biết cái người này thuộc cái loại nào. Ví dụ ngày đầu tiên ông sư vô tu, vô trở thành tỳ kheo, Đức Phật dạy cái gì, kê xả lô ma nó khả thanh ta tại chỗ đó. Thì năm cái đề mục đó, đó kê xả lô ma nó khả thanh ta tại chỗ đó, nó nằm trong đề mục niệm thân, trong bài kinh tứ niệm xứ về phần niệm thân. Thì khi nào nó là chế định, là khi nào mình niệm kệ xả nó chỉ là chế định mà thôi. Nhưng mà cái niêm yết nó phát sanh lúc nào, niêm yết phát sanh nếu cái người này có cái ba la mật trong tiền kiếp là người thường hành thiền chỉ, tức là samatha bhavana đó, thì hành sẽ thấy màu sắc màu đen hay là màu nâu của tóc. Thì màu sắc màu đen màu nâu thì nó được coi như là vị này có thể hành thiền chỉ với cái đề, một trong những cái đề mục của biến xứ, không? Đề mục biến xứ, hoặc là nhìn thấy cái giờ cái sự dơ bẩn của cái chất đất á, em niệm cây xả mà chất đất á, thì người này có thể hành cái phương pháp bất mỹ, tức là mười một trong mười cái pháp bất mỹ trong cái bờ đề mục niệm thân á. Nhưng khi nào cái gì đó mà có khả năng mà nhiều đời nhiều kiếp mà hành thiền minh sát thì mới thấy là cái trạng thái cứng hay mềm của cái cây xả nó phát sanh. Đó. Hoặc là khi mình vô thì sư thường ông cũng dạy mình cái đó, rồi cái mình trình pháp rồi mình thấy cái loại nào thì ông sẽ hướng dẫn mình nên đi tu thiền chỉ hay tu thiền minh sát. Thành ra đó là cái pháp che khuất. Bởi vì mình không có chịu học để mà mình vẫn cứ nắm lấy cái chế định pháp. Mà khi nắm lấy chế định pháp rồi thì mình không có cách chi mà mình phân giải chiết tính ra được. Dù là mình có hành đi nữa thì cũng không thể thấy được. Ví dụ khi mình hành vô mình niệm đất, đất, lửa, nước, gió, dầm sụp, nó chỉ là thực tính ra chế định pháp mà thôi. Thành ra nhiều người đi những giờ những đường thiền, nhất là những đề ngôn ngữ không ấy, thì sư giảng gì thì mình không hiểu đó,
mình cứ mình đi theo vậy đó, theo vậy riết à, rốt cuộc rồi bỏ trường thiền, bỏ chùa, đi rửa tội luôn là vậy đó. Nam mô Bích Thầy dạ. Sa tu sa tu và kính thưa sư lựa công, sau đây con thấy Minh Nguyễn 2000 bạch sư. Một người không biết Phật pháp nhưng sống rất chỗ này có bộ không hiểu hay giúp đỡ mọi người hào sảng xin lỗi không có dấu và cảm ơn bạch sư. Một người không biết Phật pháp nhưng sống rất hào sảng hay giúp đỡ mọi người thì họ được những phước báo như thế nào ạ? Chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bích Thầy giả kính bạch chư tôn này giả kính thưa chư quý vị, không có gì mà bảo đảm với người đó mà sống cách cái kiểu đó mà mình có tạo được phước báo cả. Bởi vì mình nói cái sự hào sảng này kia nó dựa vào cái môi trường của xã hội đó. Mình vô đó là phải dạy, phải dạy thì khi mà phải dạy rồi đó, thì chúng nó uống whisky thì mình cũng whisky, mà chúng nó uống vodka thì mình cũng vodka, để chứng tỏ rằng mình người hào sảng không thua ai ha. Đó. Giúp đỡ thì cũng giúp đỡ thôi, nhưng giúp đỡ để làm gì? Nhớ đa số mình sống là cái tôi người ta nó bự lắm, giúp đỡ để cho người ta biết mình là người hào sảng để được như vậy đó. Mà đời quý vị quan sát cái ấy đó, nhiều người nghĩa là giàu có cái quan tiền ra để chứng tỏ người hào sảng, nhưng mà lâu lâu phát ngôn thì cũng phát ngôn bừa bãi như thường, chứ không phải là chứng tỏ là người thiệt. Đó. Thành ra đó là cái đó mình nên nhìn nhận cái đó, để mình mỗi lần mình nên học một số cái chuyện, để khi mà mình quan sát cái việc làm của mình đó, mình phải ngồi mình suy nghĩ lại mình làm cái đó với những cái điều kiện gì mà trong đó chỉ có mình biết mà thôi. Chứ vô trong lúc mình làm tham sân, tham nhiều hay sân nhiều hay là nghi ngờ nhiều gì đó thì mình biết, thì mình phải bỏ bớt từ từ từ, để sau này khi mình làm thì nó chỉ còn là thiền pháp, dù là thiền pháp ly trí đi nữa thì cũng phải là thiền pháp. Mình đừng có để những cái mà pháp ngoài đời nó vô, đa số mình làm phước là pháp ngoài đời nó vô. Mình thấy cái ông đó từ xưa giờ nhiều khi mình bình thường mình sống mà cho này kia bình thường thôi, để giúp đỡ bình thường thôi, nhưng mà nó thấy cái mặt cái ông mà mình ghét quá rồi mình làm cho này thì nó cho nó nể mình. Thành ra dầu cái nó ngoài nhìn là thiện pháp nhưng ít nhất bên trong cái tâm của mình không phải là thiện pháp thứ thiệt đó. Thành ra tùy theo những cái điều kiện đó mà mình qua qua phải quan sát, phải suy nghĩ lại những hành động của mình. Cái sự suy nghĩ hay cái quan sát là hành động mình gọi là niệm thí đó, nếu cái điều đời sống mình hàng ngày đó, để mình biết cái điều mình làm nó là thiện pháp hay là ác pháp. Mà nếu nó là thiện pháp nó có bị ác pháp chi phối hay không, thì mình sẽ bớt từ từ bớt cái những cái đó từ từ, thì về sau đó những cái việc làm về sau mình nó mới bắt đầu nó khá hơn. Chứ còn nếu không thì mình cứ chấp cái đó rồi mình cứ xuôi theo cái dòng nước của xã hội, mà chưa thèm nước xã hội thì đa số là xấu nhiều hơn là tốt. Nam mô Bích Thầy giá. Sa thú sa thú và kính trang sư liệu công. Vậy thấy Cetasila A7 từ chế định pháp, nếu huân tập một thời gian có thể từ đó làm duyên cho sanh trí nhận ra sự tinh pháp và thành tựu các tuệ giác công, thưa sư. Dạ con kính thỉnh sư Lựa Tông. Nam mô Bích Thầy giả kính bạch chư tôn này giả kính thưa chư quý vị nên phân ra hai điều như vậy. Mình quân tập nhiều từ cái tự chế định pháp đó thì có thể làm cho mình có tuệ giác được, nhưng mà tuệ là tuệ tuệ đời thôi, nên nhớ chuyện này. Tuệ ở đời này nó có hai loại, tuệ đời và tuệ đạo, hai cái nó khác nhau rất là xa. Thành ra mình có thể mình học nhiều học giỏi
thì vẫn thành thụ tuệ giác, nhưng cái đó là tuệ đời. Còn cái tuệ mà đạo đó, tức là thấy được thực tánh pháp, phải thấy qua pháp hành mà thôi. Mình học cỡ nào đi nữa mà mình không hạ thủ công phu đúng mức thì vẫn không thấy được thực tánh pháp như thường. Trong giáo pháp Đức Phật có ngài Bồ Thí Lá đó, ngài là Tam Tạng Pháp Sư, thuộc lòng học trò rất nhiều, học ngài rồi đi hành đi ấy rồi đắc đạo đắc thánh có, nhưng mà ngài không thể đắc được, tại vì ngài chỉ lo dạy học rồi lo này kia thôi, nghĩa là quân tập rất nhiều cái liên quan tới chế định pháp, dầu rằng chế định pháp từ lời Đức Phật nói ra. Rồi cho tới một ngày đó đó thì có người, Đức Phật mỗi lần gặp ông ngài trưởng lão này cứ nói là mô khá bồ đí xạ, tức là người 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 trong trong rỗng á, ha. Rồi sau này học trò có mấy cái vị mà ta thành tựu rồi ta mới nói tới nói lui để cho ông hiểu, ông thầy mình hiểu là ngài vẫn còn là phàm nhân đó, thì ông mới xin đi học, thì không ông nào dạy đó, ông nào nói là ngài thầy tôi thì về kim sùng, rốt cuộc có ông Sa Di, thì ông Sa Di ông mới làm một số điều kiện để ông mới đắc thành, nó muốn thấy thực tánh pháp qua pháp hành chứ không thể qua pháp học được. Thành nên mình học càng nhiều bao nhiêu mình có thể mình giỏi, có thể có trí tuệ, nhưng trí tuệ đó là tuệ đời chứ không phải là tuệ đạo giống như mình nghĩ ra. Thành ra cái chuyện mà học đó, rồi phải hạ thủ công phu, học học về Phật pháp mà phải hạ thủ công phu để thấy được thực tánh pháp, chứ còn nếu học Phật pháp mà không hạ thủ công phu chỉ thấy chế định pháp mà thôi chứ không thể thấy được, dầu rằng cái đó cũng có thể trí tuệ, nhưng trí tuệ đó là tuệ văn, tuệ trong pháp học mà thôi, là một thầy á. Sau đây con thấy Minh Nguyễn 2000 post lên: Bạch sư, có phải mọi hành động lớn nhỏ của tân đều do một dòng tâm thức nào đó tạo ra không ạ? À? Dạ con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Một cái hành động nó phát sinh nó có nhiều loại tâm nhưng không phải một. Nó đi đối với phàm nhân thì nó đi từ tâm quả rồi cho tới tâm thiện tâm ác nhiều lắm, chứ không có phải một hai, mà tùy theo cái nhiệm vụ nó làm. Mà trong cái búng tay đó tâm sanh nhiều 1.000 tỷ lần như vậy đó, vì trong 1.000 tỷ lần đó, đối với phàm phu đó, thì chỉ có ba loại tâm là nhiều, tức là tâm quả, tâm bất thiện hoặc tâm thiện mà thôi. Thành ra đó lý do là phải cẩn thận, chứ nếu không cẩn thận mình cứ tưởng là nó một một dòng tâm thức, không phải, nó hàng ngàn tỷ dòng tâm thức khác nhau, bởi vì mỗi một cái lộ trình tâm đó nó từ 7 tới 10, mà từ từ 10 sát na tới 17 sát na, mà trong một cái búng tay nó phát sinh 1.000 tỷ lần như vậy, thì quý vị biết nó có ba loại tâm chính, nhưng mà nó phát sinh hàng ngàn tỷ lần như vậy đó, chứ không phải là do một hai vậy đó, nó mới rung thành ra nó mình khi mình tạo thôi chứ nó rùng rợn lắm, chứ nó không có dễ như mình nghĩ đâu. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thú sa thú và kính trân sư. Mời quý vị tiếp tục ạ. Nêu là những thắc mắc của mình để làm bài học chung cho đạo tràng. Những vị mới vào có ai có những thắc mắc gì không? Sau đây còn thấy Xê Tá Xí Cá A7: Tội với nghiệp khác nhau sao thưa sư? Dạ con kính tỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa cho quý vị. Hai cái khác nhau, chân nghiệp là hành động, còn tội là cái hành động mà nó cho cái quả là không an vui. Mình nhớ có hai cái chuyện mà mình cứ nói tội với phước là vậy đó, tội là cái hành động đưa tới quả không an vui, mà phước là cái hành động nó tạo ra cái quả an vui, tức là cái nghiệp là cái hành động mà nó tạo ra phước á thì gọi là nghiệp thiện, còn cái nghiệp mà cho cái quả xấu á là gọi 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 là nghiệp ác.
hay là tội đó là như vậy đó. Hành nó hai cái nó khác nhau, nghiệp là hành động là cái nhân, còn tội là cái quả. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sau đây con thấy here and now. Kính bạch ngài, xin ngài có thể chỉ dạy cho con biết rõ chi tiết một những gì con cần nên làm khi một người trong gia đình bệnh gần chết, những ngày nằm trong bệnh viện trước khi chết, khi chết như những giây phút và vài tiếng sau khi tim của người đó vừa ngừng đập. Có những người vào thăm cứ đụng đến chân tay mặt trán của người vừa chết đó, như vậy có sao không ạ? Và người vừa tắt thở đó có bị sao không ạ? Chấm hỏi. Và sau khi chết, người nhà của con nên làm những gì cho người chết đó? Chấm hỏi. Cúng N. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bích Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái người mà bệnh nặng mà mình có thể nói là sắp về chầu dinh dương á, dòng chầu dinh chúa đó, cái người mà ở gần những người đó là phải biết cái cá tánh của người ta trong lúc sinh thời á, phải biết rất kỹ mới được, coi cái gì họ thích, cái gì họ không thích, cái gì họ nhớ, cái gì họ ghét gì em chồng đó. Thành ra những cái nào mà họ thích mà có thể là thiện pháp á, thì mình nên nhắc nhở để người ta ấy, cho những người mà sắp đi đó. Còn những cái gì ta ghét là không bao giờ đá động tới cả. Bởi vì khi mình đá động tới là cái sự hối tiếc phát sanh, sân hận phát sanh. Còn những cái mà nó thuộc lại thiện nhưng mà nó làm cho người đó nghe là dễ dính mắc đó, cũng không nên nhắc, nên nhớ chuyện đó. Bởi nhắc thì họ dính mắc, họ có thể họ nuối tiếc hay cái gì đó. Thành ra chỉ nhắc những cái việc nào mà giúp cho họ nhớ lại những cái phước báo của họ, nhớ lại những cái, ví dụ như người đó đã từng làm lễ dân y rồi này kia, nhắc những cái đó. Còn bên cạnh cái chuyện lễ dân y rồi này kia sụp này đừng có nhắc, chỉ nhắc cái hành động chính đó mà thôi. Còn nếu mình không biết thì không nên nói, bởi vì mình nói bậy là dễ chết lắm, người ta chỉ dễ chết. Mà thí dụ như bây giờ cái dễ hiểu mà. Hồi còn sống hồi xưa đó mình theo Bắc Tông rồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà sau này mình vô cái đông Phật giáo làm thiền đó mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, còn mình không biết người sắp đi lại mình vô mình niệm niệm cho chắc ăn, cho người đó niệm chắc ăn Nam Mô A Di Đà Thích Ca là còn chết sớm nữa đó. Thành ra không biết chắc thì đừng ấy, nhờ những cái người nào mà thân cận mà có thể biết vậy rồi thì mới giúp. Cái thứ hai là khi mà mình cần những cái điều kiện đó là phải chuẩn bị một số cái có tu sĩ rất là tốt, còn không có thì mình phải học những cái bài kinh mà rất là thông thường, ví dụ bài kinh Rải Tâm Từ hay là bài kinh Lễ Bái Tam Bảo này kia đó. Thành ra bình thường mình phải học những cái bài kinh đó bằng tiếng Bali cho trúng giọng cho rồi đàng hoàng để mình tụng nó mới có kết quả, chứ không phải mình tụng như thế nào tụng. Thành ra khi những người đó mà khi người ta nằm yên như vậy đó mình nên tụng thì cái âm thanh của cái chữ Bali đó sẽ giúp cho người ta, cái tâm người ta yên lặng được, cái tâm người ta thanh tịnh trở lại. Dù rằng lúc đó người ta nghĩ gì thì mình không có biết đâu, nhưng mà khi nào họ tỉnh lại thì mới nhắc nhở những cái việc thiện họ làm như vậy. Mà khi mà họ nhắm mắt rồi đó thì những cái gì mà mình nhớ được cái thiện pháp mình làm đó, mình hồi hướng cái thiện pháp đó đối với cái người vừa tắt thở, chứ không có làm gì hết đó. Rồi sau đó thì mình có thể mời chư tăng để mình làm lễ để tăng lễ gì đó, rồi mình hồi hướng cái phước báo của lễ để tăng tới cái người vừa qua giảng đó, người vừa tắt thở đó. Chỉ có làm vậy họ mới nhận được thôi, còn cúng kiến chuyện nó không có lợi gì hết. Nhớ cúng đã không lợi, còn cúng chay người chết thở không thích ăn chay cúng chay rồi tức thêm nữa. Còn chuyện còn 49 ngày đó, chuyện đó là của một số cái hệ bên ngoài thôi, nó không có đâu. Theo hệ Bali là tắt là đi liền, đi có cảnh giới mới liền, tùy theo cái nghiệp người đó tạo. Nghĩa là một người vừa tắt thở xong là đối với người bình thường đó, tam nhân hay là nhị nhân phạm đó,
thì đi, hoặc là bốn đường đắc đạo, hoặc là một cõi người về sáu cõi trời sẽ dục giới mà thôi, tức là 11 cảnh mà thôi, chứ không có đi đâu xa đó. Người đắc thiền có thể đi cao hay người đắc đạo thì còn khác, chứ phàm nhân thì chỉ có bao nhiêu đó thôi đó. Thành ra khi mình cần cái đó đó thì mình phải ấy, còn nếu không á thì thường đó mình phải để cái người ban ngày họ thích nghe những loại bài kinh gì đó, thì mình thâu trong ấy, rồi tới ngày mà đừng ngáp ngáp rồi mình cứ để rồi để cho họ nghe cái đó, để cho cái tâm họ tỉnh lại thôi. Chứ còn để cho họ đi về cảnh giới ăn vui thì cái đó ngoài bảo đảm đó. Bởi vì cảnh giới mà muốn cảnh giới ăn vui thì cái phước đó phải lớn. Thứ hai đó là khi họ làm mà trong đời sống hoặc khi họ nhắc nhở hoài rồi này kia xong đó, thì cái người gần phải nhắc nhở những cái đó mà thôi đó. Rồi làm phước, dùng cái phước đó để cho người chết hồi hướng tới người chết mà thôi. Cho cái người chết đó mình có cúng cái gì cũng vô ích thôi, họ không có dùng được đâu. Bởi vì mình nói vậy cho dễ hiểu. Thí dụ con chết mà họ sanh làm người liền, thì họ có phước sanh làm người thì cái lúc đó là nó là một cái chủng tử rất là nhỏ xíu nữa, trong cái thai bào người nữ nào mình có biết đâu mình cúng, phải không? Hoặc đây nó sanh vô cái thai bào của con hổ nào đó mình biết được đâu cúng. Anh là cái chuyện mà cúng kiến là chuyện của đời, nó không dính dấp từ tay của lời Phật dạy đó. Là Phật dạy là phải làm phước để hồi phước báo, nếu họ cảnh giới họ nhận được thì họ nhận không được thì cái phước báo mà mình tạo rồi mình để hồi hướng đó là nó về với mình thôi, chứ không có gì đó. Đó, có bao nhiêu lời xin đóng góp như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú dạ con kính tri ân sư Lửa Tông. Sau đây tiến minh Nguyễn 2000 bạch sư, làm sao có một người biết mình đang tu tập đúng hay không thưa sư chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu mình có pháp học thì mình tu tập thì mình có thể biết được, chứ còn mình không có học mình nghe ai nói sao mình làm vậy, làm sao biết được. Bởi vì mình phải có học một số căn bản về vấn đề phiền não, thiện pháp, ác pháp này kia. Này thì khi mình chưa tu, phiền não nó ít, thí dụ sân cũng ít, hay là ai nói là sốc nói rộng gì thì cũng không có sân, hay là cũng phớt lờ đi, tâm vẫn vui vẻ. Nhưng mà vô ngồi thiền đâu có 5 ngày vậy, người ta mới động tới mình cái là hết sân trước tới sân sau, lên sân thượng ra tới sân bay luôn, thì biết là tu tập mình không có kết quả gì đó. Nổi nóng rất là dễ, cái đó là không có kết quả đó. Hay là lúc trước thì mình thích cái nơi yên tĩnh rồi này kim chùm, bây giờ mình tu cái là thích yên tĩnh mà ai làm ồn ào mình không có thắc mắc. Bây giờ mình mới tu rồi 1 2 ngày cái làm ồn chút cái mình sưng hơn, mình làm cho người ta một trận, thì cái đó biết tu không có quả. Nếu mà tu có quả thì người mình thời xưa nó ít có niệm, tức tâm hay phóng, và nó bớt lại những cái pháp nào có từ xưa, bây giờ nó bớt lại, bớt lần lần những cái thiện pháp nào mà hồi xưa mà nó ít có, bây giờ nó thêm lần 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 lần, vậy là biết cái sự tu đó có tiến bộ. Ngược lại là biết là mình không có tiến bộ gì cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca á. Sa thú kính trang sư Liễu Tông, chúng ta còn có vài phút nữa thôi quý vị ơi. Mời quý vị nêu lên thắc mắc của mình. Sau đây còn thấy tính pháp, khi chúng con tụng kinh bằng tiếng Pali nên tác ý như thế nào để lợi lạc cho mình và người. Con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, dạ kính bạch chư tôn, hiền giả kính thưa chư quý vị. Tụng kinh mà để cho có kết quả đó, nó có 3 cái điều kiện. Này, cái gì là nhớ để mai mốt ráng khi mà tụng phải phải tụng cho đúng. Cái bài kiện thứ nhất là tụng cái những cái tanh cái danh từ Pali phải cho tụng cho trúng, âm dài âm ngắn, âm này âm nọ này kia âm dùng đó, là phải tụng cho trúng. Cái thứ hai là tụng không có được rớt hay là bỏ gì ông sùm đó, phải tụng từng chữ rất rõ ràng, tụng cho hết và hiểu nghĩa cái điều mình tụng. Cái thứ ba, cái tâm là phải có cái từ tâm
để hy vọng, để mong mỏi cái người nghe được nhiều lợi ích. Thì khi nào có đủ ba cái đó thì cái lời tụng đó mới có nhiều kết quả tới người nghe. Thì cái này quý vị muốn biết thì quý vị lật cái trường bộ kinh, cái bài Atanatissasutta đó thì sẽ có đề cập tới. Còn cái người nghe, thì muốn có thì cũng có ba điều kiện, mà ba điều kiện này quý vị muốn biết thì lật Milinda Ban Hạ ra thì họ có đề cập tới ba điều kiện. Điều nhất là không có làm ngỗ nghịch đại tội. Điều kiện thứ hai là không phải là loại người thuộc loại tà kiến đó. Thứ ba là có đức tin và có cái sự kính trọng những cái lời được đề cập tới trong cái bài kinh đó. Thì người tụng có ba, người nghe cũng có ba, mà muốn có cái kết quả thì người tụng là nó có nhiều cái công phu hơn là người nghe. Người nghe rồi chỉ cần hiểu bài kinh đó đại ý được rồi, không có làm nghiệp ác, không phải là người tà kiến, thì nghe là có thể có kết quả được. Đó, những cái điều mà liên quan tới kinh đầu này kia, anh hy vọng quý vị sau khi nghe thì nó phát sinh lợi lạc cho mình và cho người. Còn nếu không thì mà nhớ Bali là cái ngôn ngữ của Đức Phật, thành ra quý vị nên ráng bỏ ít thời giờ hạ thủ công phu để học. Bây giờ lên trên đài YouTube rất nhiều các vị sư ngoại quốc đã có dạy Bali này kia đó, lắng đọc cho nó đúng chỗ kia, là mỗi lần mình đọc kia đó mình biết cách đọc không Bali. Cái cách đọc Bali là nếu mình không có nhiều cái khả năng thì mình đọc từng câu mình ngưng cũng được, nên nhớ đọc từng câu chứ đừng có đọc cái kiểu mấy ông hay lâu lâu ngưng lên hạ xuống coi chừng nguy hiểm lắm. Bởi vì ngay tiếng Việt của mình đó, mà mình ngưng công đúng chỗ cái nghĩa nó vẫn khác như thường. Ví dụ như bài thơ của Quang Dũng đó, nàng có ba người anh đi bộ đội những đứa em nàng thì chiến nước chết thôi ha. Đó, nghe tiếng Việt đó mình ngưng không đúng chỗ nó cũng thành chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ đâu. Thành ra phải phải tụng đúng nàng có ba người anh đi bộ đội rồi mới ngưng. Thế còn nếu nàng có ba người anh đi bộ đội những đứa em nàng thì nó tiêu luôn đó. Thành ra bây giờ nhớ tụng không biết thì tụng từng câu à, cho nó tròn nghĩa là ngưng, chứ không có gì phải thắc mắc cả. Nam mô Bụt Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hèn Dạ Kinh Thưa Chư Càng Sinh Năng Bụt Nữ Trong Đạo Tràng do phước báo lợi ích phước của sự tính pháp trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng các sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng có cơ hội để chấm dứt các pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Mài Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ, Nam mô Rất Thanh Nát Tự Giá Xa Huỳnh Minh Tâm. Cái gì không là nhờ ngài phước chúc cho nghe. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Không biết cô tại duyên có thể lên tụng kinh sám hối là thỉnh sư Trí Đức chúc phúc hay không ạ? Thấy cô tại duyên có trước máy, xin bàn tay của cô tại duyên ạ. Hay là trong đạo tràng ai có thể giơ tay lên và tụng kinh sám hối sau khi nghe pháp rồi thỉnh sư Trí Đức chúc phúc không ạ? Minh Tâm cũng xin sám hối là Minh Tâm cũng dễ vui cho nên cũng chưa có thuộc kinh, mong quý vị thông cảm. Có ai trong đạo tràng tình nguyện giơ tay lên không ạ? Rồi không ai tin hết. Con không biết sư cả có trước máy không ạ? Sư cả có trước máy, xin bàn tay của sư cả. Con kính thỉnh sư cả lên xa tốt. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mài Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Rất là hoan hỷ khi quý vị được Ngài Liễu Tông giải thích cho những cái sự thắc mắc và sự tu tập của chúng ta được thông thoáng hơn. Đây là một cái phước duyên rất là lớn.
Và hôm nay thì trong đạo tràng của chúng ta, những cái vị mà có trách nhiệm thì coi như cũng vắng mặt hoặc là bận công việc, như Sinh Mê Ta cũng bận rộn cố gắng thọ trì tam quy ngũ giới và làm MC, gọi là bất đắc dĩ. Bởi vì Sinh Mê Ta thì cũng đủ sự công việc ở nhà, nhưng mà đó cũng là một cái sự coi như cố gắng hết sức, và chúng ta cũng tùy duyên. Thôi thì xin phép đạo tràng, chúng tôi sẽ phúc chúc và kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Sakatwa Buddha Ratanang O Satthang O Tamang Quá Răng Hì Tăng Đê Quá Mà Nô Sa Năng Buddha Tê Chê Na Sô Thí Na Na San Tu Bát Đa Quá Sập Bê Đúc Kha Vũ Bát Sa Mên Tu Tê Sakatwa Tham Ma Ratanang O Satthang O Tamang Quá Răng Bà Rì La Hù Bát Sa Mà Năng Tham Ma Tê Chê Na Sô Thí Na Na San Tu Bát Đa Quá Sập Bê Phát Gia Vũ Bát Sa Mên Tu Tê Sakatwa Sang Karatanang O Satthang O Tamang Warang Ahu Nay Yang Ba Hu Nay Yang Sang Kate Che Na So Thina Na San Tu Bát Đa Hoa Sập Bè Rô Ga Vũ Bát Sập Mên Tụ Tê Nguyên Tàu Ý Đức Phật Bảo Nguyên Tàu Ý Đức Pháp Bảo Nguyên Tàu Ý Đức Tăng Bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sabbe Buddha Balapata Bache Kanan Chayam Balang Arahanta Nan Tate Che Narakam Pantha Misabbaso Sabbe Thamma Malambata Bache Kanan Chayam Balang Arahanta Nan Tate Che Narakam Pantha Misabbaso Sabbe Sangtaham Balam bata bache kanan ke yang balang arahanta nan tate che narakang phantham. Mi sabba so xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin ngoài lực vô biên chư toàn giác độc giác và trình văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ phương Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Buổi sinh hoạt của phương Phật giáo Nam truyền đến đây xin được kết thúc bằng bài kệ Tám Phật Lực. Kính chúc quý vị một đêm an vui, một ngày an lạc. Cởi vôi cùng ma quân khủng bố, bậc đại ẩn cả tham bằng pháp vô thí độ, do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Dạ so càng ưng ngạc hôn dược, hân hạng cả ma vương trọn đêm dài chiến đấu. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng điều phục nhẫn nại, do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Khoa báu đang xây siêu hóa độ, kinh khủng như lửa rừng, như sấm sét bão luân. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng cách trải nước từ, Jaya Mangala Jaya Mangala.
nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Kẻ đeo còn ngón tay đang kích động hôm kia, chạy theo ba do tuần thật vô cùng hung hãn. Bậc đại ẩn cảm thấy bản thân hóa thần thông, nhân nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Hóa trang một bậc Phật tử chưa phụ nữ mang thai, xin cha phu khóng Phật như đại tràng thánh chúng. Bậc đại ẩn cảm thắng tập thì hòa an tịnh. Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng, người chối bỏ sự thật được mặt trời đổ thế. Sách ca ca tự phụ nhưng tâm lạc rối mù. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng bút tuệ sáng suốt. Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng, trong Chúa ta tiến đạt thần lực. Trưởng lão Mục Kỳ Liên biến thân rộng điều phục. Bậc đại cảm thắng thì dạy thần thông. Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng, Phạm Thiên Tân Đa Toa có thần lực chói sáng. Thanh tịnh nhưng chắc chí như rắn độc cắn tay. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng linh phương tuệ lực. Cho nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng, người nào hằng tụng niệm đêm ngày không mỏi mệt, tắm cảnh vương Phật lực về hạnh phúc thù thắng. Sau khi đã đoạn trừ mọi loại thống khổ, người có trí an lạc đạt được chân giải thoát.